tìm đến với giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tìm đến với thầy tổ là chúng ta để làm gì cô bác? Để giải hóa cái khổ, đúng không cô bác? Chẳng lẽ mình tu mà mình cứ than khổ hoài sao được? Mình tu mà tối ngày mình cứ than khổ hoài sao ta dám tu theo mình? Đôi khi á, trong cái khổ chúng ta tìm được cái sự an lạc trong cái khổ đó. Mặc dù chúng ta phải đeo đắm gia đình, nhà cửa, có chồng, có con, có danh, có lợi, có tình, thế nhưng mà chúng ta bị rù quến trong cái xã hội đầy cạm bẫy này. Nhưng mà chúng ta tìm được lại với chính mình, tìm được niềm an lạc duy nhất mà Đức Phật, Đức Thầy đã gieo rải cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng tu là một điều xứng đáng nhất ở trên đời này. Chính vì vậy ngày hôm nay con sẽ chia sẻ với quý ông bà cô bác một bài nói chuyện mang tên là Mỗi ngày trọn một niềm vui. Và sau cái bài nói chuyện này, con luôn mong quý ông bà cô bác ngày nào dậy mình cũng được vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chúng mình đại diện cho Mái Thập Tràng, kính thưa chúng tư, thiếu chúng tư đại diện cho phái đoàn Hương An Phú, và cùng kính đến toàn thể quý bà cô bác có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, là chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, thì hai ngày vừa qua, ngày 17, 18 tháng 7 niên Kỷ Hợi năm 2019, thì đoàn của chúng ta cũng có nhân duyên lành trở về nơi xứ sở Bạc Liêu để cùng nhau hội ngộ tại nơi đây trong một cái mái ấm đạo tràng thật là ấm cúng tình đồng đạo. Như lời Đức Thầy từng dạy, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Toàn thể quý bà cô bác đã biết thì giáo lý của Đức Thầy có công năng đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác, từ cõi ta bà đau khổ sang bờ cực lạc yên vui. Như Thầy đã dạy, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Và quý ông bà cô bác cùng với con đã giác ngộ qua được giáo lý của Đức Thầy, sống trong tinh thần lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh. Như lời Thầy đã chỉ dạy, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tri, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Và nếu chúng ta sống với tinh thần như thế, làm được như thế, thì mỗi ngày chúng ta trôi qua là một ngày vui. Nhưng trái lại cái vui của cuộc đời thì nó kéo chúng ta vào con đường sa đọa, vào con đường trụy lạc. Như cổ nhân đã từng bảo, đời là nơi chôn thay thiên hạ, đời là nơi đầy đọa sanh linh, chung quy nó vẫn phụ mình, mặc dù mình có tận tình yêu thương. Và như con với quý toàn thể quý ông bà cô bác ở đây, chúng ta đã quy y theo giáo lý của Đức Thầy, đã biết được đời là cõi tạm, là bể khổ, chỉ có con đường đạo đức mới thực sự mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vậy chúng ta phải sống như thế nào và làm được những gì để mỗi ngày trôi qua của chúng ta là một ngày vui? Bởi vì thời gian trôi qua là không bao giờ trở lại được. Nhất nhật thời hồ bất thới lai, có nghĩa là mỗi thời khắc trôi qua cũng không bao giờ trở lại được. Nhân sự tùng sự hôm nay thì có chị Như Ý đi cùng với đoàn chúng ta sẽ lên đây trao đổi với quý ông bà cô bác qua một đề tài, một ngày chọn một niềm vui. Nhưng để bắt nhịp cầu cho chị lên đây trình bày, thì xin kính mời đệ Phú Sang lên đây để diễn ngâm lại đoạn cuối của bài Giếng Làng Mỹ Hậu Đông. Xin kính mời đệ. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác, tuy đệ còn mới có 8 tuổi thôi nhưng mà đã rất là năng nổ trong việc hoạt động đạo pháp. Vậy kính mời quý ông bà cô bác cho đệ một tràng pháo tay nữa đi ạ. À. Dạ xin kính. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nay đạo đức chẳng mang, rồi sau dầu có tiền ngàn khó mua, bên
nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trực mới hầu khác nhau. Thân này xa hoạt quy phục hắn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật coi y tiên, tầm mai liệu chút hổ duyên khoe màu. Quy nọ phụng lao sao vui mừng, giang dày sóng nổ chuyển lưng, kiến tiền lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ câu lục từ nhà nhà bình an. Xa xôi đường xa dòng tràn, khó bề lối tới rồi nhàn lao lung. Lo bài cúc dục tội thùng, nghe dạy việc chúng qua đời. Bút nghiêng tạm gác đời thời, chúc cho ba tánh xét đời biết ta. Nam mô A Di Đà. Dạ, quý ông bà cô bác có thấy hay không ạ? Vậy cho đệ một tràng pháo tay nữa đi ạ. Dạ xin cảm ơn đệ rất là nhiều. Vậy để tiếp tục vào chương trình chính thì con xin kính mời chị Như Ý lên đây để trao đổi với quý ông bà cô bác qua đề tài Một Ngày Chọn Một Niềm Vui. Xin kính mời chị ạ. Kính thưa quý ông bà cô bác, phái đoàn An Phú hành hương đêm qua chú ngụ tạm nương chốn này, sáng nay ngồi lại nơi đây cùng chị Như Ý dựng xây đạo nhà, để sau thoát khỏi ta bà, sanh về lạc quốc hết mà gian nan. Trước khi bước đến diễn đàn, kính mời cô bác cho chàng pháo tay. À, xin kính mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ban tổ chức đoàn hành hương huyện An Phú, kính thưa cậu Dũng đại diện cho chúng ta nghỉ qua đêm hôm nay, và thưa cùng quý ông bà cô bác chư đồng đạo gần xa kính mến. Dạ hôm nay cũng là ngày 18 tháng 7 năm 2019 mà phái đoàn hành hương do ban tổ chức là ở huyện An Phú, và với sự góp mặt của quý ông bà cô bác ở tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp có mặt trong cái chuyến đi này để chúng ta đi hành hương về vùng Sóc Trăng Bạc Liêu để tham viếng và lễ bái các ngôi chùa ở tại nơi vùng Sóc Trăng Bạc Liêu này. Xin hỏi quý ông bà cô bác hôm qua mình ngủ có ngon không ạ? Thật sự ngon không?
là nghe pháp xong cái mình thấy nó mát mẻ trong mình phải không? Dạ, mặc dù tê chân tê cẳng đi không được. Thưa cùng với quý ông bà cô bác thì ngày hôm nay á, chúng ta cũng có đủ một cái duyên lành. Thật sự là có duyên á cô bác. Bác Phú Sang hồi nãy á, là trước khi đi khoảng 3-4 ngày, con gọi cho bé, nói là à, em ơi, em học cái bài mà Giếng Làng Mỹ Hội Đông 30 câu cuối cho chị, đang đọc gác đề cho chị nha. Rồi tình cờ á, là bà của bé nói là 3 ngày nay luôn, không biết sao mà mỗi lần dắt bé đi cầu nguyện, đi tới đâu cũng mở cuốn giảng ra đọc bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông hết. Đúng là cái duyên ha quý cô bác, cũng đâu biết trước đâu. Đọc trước 3 ngày vậy luôn á. Rồi tới chừng mà con gọi, con nói em đọc, em học trước đoạn đó chị nha. Em bé nói em thuộc rồi chị ơi, mấy em gặp em đọc bài đó không à. Dạ, thì cũng là một cái nhân duyên lành. À, ngày hôm nay quý ông bà cô bác mình, mặc dù là chúng ta từ ở những cái nơi xa xôi trở về đây, kiếp trước chắc có hẹn hò, kiếp này mới được chung đò chung xe, kiếp trước chắc có duyên nhau, kiếp này mới được đổi trao pháp lành, kiếp trước tu niệm thiết tha, kiếp này mới được ngủ chung trong một cái nhà bành kỳ. Dạ thì thật ra thì nhờ chúng ta sống ở trong cái tình thương của đạo pháp, chúng ta ban rải những nụ cười cho nhau, chúng ta trao cho nhau những cái niềm yêu quý. Ví dụ như quý ông bà cô bác mình mà không có tu á, thì làm sao ngày hôm nay mình ngồi chung ở trong một cái hội trường lớn như vậy, đúng không ạ? À? Mà mình ngồi chung để làm cái gì? Nếu mà ở ngoài đời thì người ta chỉ làm ăn, bàn chuyện kinh tế, bàn chuyện gia đình này kia nọ thôi. Còn mình ngày hôm nay, mình mặc dù là chúng ta ở đây biết bao nhiêu họ, biết bao nhiêu mặt, biết bao nhiêu nhà, ở biết bao nhiêu huyện của bao nhiêu tỉnh, nhưng mà chúng ta vẫn ngồi ở trong cái đạo tràng này, vẫn nghe những cái đứa bé như con hay là như em Thu Nguyệt đêm hôm tâm sự. Thưa cùng quý cô bác thì hôm nay cũng nhân vào mùa Vu Lan báo hiếu. Ngày hôm nay một chút xíu mình đi xuống dưới tượng Quan Âm á, đừng có cầu danh cầu lợi giùm con nha. Mình cầu cho cha mẹ mình sống được hưởng cái phước thọ, sống được bình an hạnh phúc. Như vậy đó mới là một người con có hiếu thực sự đó quý cô bác. Cầu cho cha mẹ mình được an lạc thì như vậy mới xứng đáng, đúng không ạ? À? Nhân vào mùa Vu Lan báo hiếu. À, thưa cùng quý cô bác, ngày hôm qua giờ đi thì xuất phát là từ ngày hôm qua đúng không? Thì có một cái bài thơ kể lại một cái hành trình của đoàn mình đi từ ngày hôm qua tới giờ. Thôi con đọc cho quý cô bác mình nghe ha. Thưa cùng quý cô bác, mừng ngày đại lễ Vu Lan, chuyến xe xuất bến vừa tàn 5 canh. Ngày hôm qua mình đi là khoảng 4-5 giờ sáng phải không? Là tàn 5 canh rồi, dạ. Tân Châu, xe chẳng giường nằm, Bạc Liêu xa lắm, không nằm tính sao? Ngày hôm qua mình đi đâu có giường nằm đâu, dạ. Sáng ngày vì muốn đi mau, 4 xe khác bến cùng nhau hẹn hò. Ngày hôm qua mình xuất phát từ An Phú, từ Tân Châu, từ Đồng Tháp, nhưng mà mình hẹn ở tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở Cần Thơ. Đó là mình hẹn họ nơi đó. Đường đi nhiều nẻo quanh co, trên xe trục trặc cùng nhau lằn dò. Ngày hôm qua là có xe hư máy lạnh phải không cô bác? Làm thở muốn chết luôn á. Dạ, hết mấy cái khí trời gì đâu mà nó nóng. Chàng ơi, ngày hôm qua quá chàng nóng. Nhưng mà cái xe nó trục trặc, dạ. Thì thôi nhưng mà quý cô bác cũng vui vẻ, cũng nông cảm thì quý quá còn gì ạ? À? Rồi, Bạc Liêu dù có bao xa, ăn cơm quá trễ, vậy mà cũng vui. Dạ. Bài này con mới viết nè, chưa thuộc nữa. Dạ, mặc dù ngày hôm qua là ban tổ chức bỏ đói tới 12 giờ mới được ăn cơm, chạy lòng vòng vậy đó, rồi mới được ăn cơm, nhưng mà cũng vui đúng không quý cô bác? Rồi, không ai cảm thấy bùi ngùi, dần chân nghỉ tạm, nghe mùi canh chua. Chiều hôm qua ở tại nơi chùa của cậu Dũng đãi mình canh chua ngon quá ha. Canh chua nhưng mà nó lại có vị ngọt. Nó ngọt ở đây là ngọt cái vị của những rau cải. Nó ngọt ở đây là ngọt cái vị của tình người. Họ đãi cho chúng ta ăn. Và họ bưng ra bàn để cho chúng ta ăn với một cái vẻ mặt vui tươi, với một cái tinh thần sẵn lòng. Như vậy thì quý lắm cô bác.
Chỉ có trong đạo Pháp mới có những tấm lòng như thế. Chỉ có trong ngôi nhà của Phật giáo thì con người ta mới đối đãi với nhau bằng trọn cả niềm tin và trọn cả trái tim, cả một bầu nhiệt huyết như vậy. Rồi đói lòng không có hơn thua, bữa cơm chan chứa cho mùa phu lan. Đấy. Hôm nay thì cũng là cái vào cái ngày lễ Vu Lan. À không biết con kể cho quý cô bác nghe câu chuyện này chưa nữa. Đúng ra là cái ngày lễ Vu Lan thì con cũng thường hay tổ chức để cho bà con đi viếng chùa, cúng chùa. Tức là vào ngày rằm tháng 7 đúng không cô bác? Là vào ngày tự tứ. Ngày trước ngày Mục Kiền Liên đã thỉnh mời các vị chư tăng đến để cầu nguyện cho mẹ của ngài là bà Thanh Đời được siêu sinh dời những cái nơi an lạc cho bà thoát khỏi kiếp địa ngục. Thì đúng ra là con đi vào ngày rằm tháng 7 mới đúng. Nhưng mà nó hơi bất tiện là rằm tháng 7 đông lắm cô bác, mình đi cũng hơi khó. Với lại nó có một cái gì mà con ngày rằm tháng 7 đi chùa dời thôi, không dám ra đường. Cái chuyện như vậy nè quý cô bác, cách đây một năm về trước, vào đúng ngay ngày rằm tháng 7, ngày hôm đó thì ở trong trường con á, lúc đó cũng vào cái mùa khai trường năm ngoái thì con học năm cuối của cấp 3, năm 12. Thì con vào trường để mà có công việc ở trong trường á. Thì đi vào trường xong cái đi học về. Đi học về con đang chạy ở trên đường thẳng, cái cô kia cổ chạy ở trong cái hẻm con của chạy ra. Mà tiếc cái là cổ không nhìn đường, con cũng đâu có quan tâm cái chuyện bên lề. Xong rồi cổ chạy ra, cổ đâu thấy con đâu thấy cổ, thế là con tông cổ. Thưa quý cô bác, hai chiếc xe nó nằm chồng lên nhau luôn, xe hư tan nát chạy không được, nhưng mà con không có sao hết. Cổ thì cổ bị trầy, xong cái cổ xuống cổ tức quá tức. Đầu cổ chửi cô một phát luôn, xin lỗi nghe cô có coi đĩa cũng đừng có bị phiền nha. Cổ nói một phát luôn cô bác, cổ chửi cho đã xong ở trong đường bu qua quá chèn luôn. Cổ chửi xong cái cổ nói câu này nè, tha cho mày nha mày, bữa nay là tao đi chùa đó. Thưa quý cô bác, cổ đi chùa thiệt, tại con thấy cổ mặc cái bộ đồ Phật tử bên cầm bó hoa nữa. Xong cái giống như là quan gia ngõ hẹp cô bác, ngay đúng ngày rằm tháng 7 luôn, vào khoảng 8 giờ sáng, đúng cái ngày cúng lễ Vu Lan luôn. Công nhận cái ngày nó hên. Xong rồi ở cách đó 3-4 tiệm sửa xe, mà cớ gì đâu hai cô cháu dắt nhau lắc cũng hai người chung chỗ. Thế là vô chịu phát nữa cô bác, một bộn bề giáo lý trong ngày hôm đó con no luôn. Đi đến Bạc Liêu này á quý ông bà cô bác, cũng không phải là mình đi thăm viếng không, mà nơi đây mình ôm lại những cái kỷ niệm. Tại vì hồi ngày trước Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy của chúng ta, ngày ở tại Bạc Liêu này rất là nhiều ngày, giống như một ngôi nhà thứ hai của Đức Thầy vậy đó. Lá phép xin dời tỉnh Bạc Liêu, ngụ nơi gia trạch hội đồng điều, lòng trong chánh phủ cho hay chẳng, rồi khó dễ làm gì, việc bấy nhiêu. Đức Thầy ngày từng ở Bạc Liêu giống như ngôi nhà thứ hai của Ngài, đặc biệt là ở nhà của ông Ký Giỏi. Khi mà người Pháp lưu trú Đức Thầy đến nhà của ông Ký Giỏi, tức là cựu thơ ký chánh soái phủ Nam Kỳ của miền Tây Nam Bộ, họ nghĩ rằng là ở tại nơi này á, do ông Ký Giỏi là một người có chức có phận, cho nên tại nơi này Đức Thầy sẽ không bao giờ tụ tập quần chúng đông đảo được. Nhưng mà vì cái duyên của một ông Phật, vì cái phước, cái đức của một ông Phật, vì vậy Đức Thầy ở nhà của ông Ký Giỏi và độ được luôn cho cả ông Ký Giỏi và bà Ký Giỏi nữa quý ông bà cô bác. Bà Ký Giỏi á, là do cái căn duyên trước khi mà thầy đi xuống dưới nhà bà Ký Giỏi ở, thì bà Ký Giỏi đã tìm gặp Đức Thầy. Cô bác có nghe câu chuyện muốn tìm Phật chưa? Câu chuyện muốn tìm Phật của bà Ký Giỏi. Trong một hôm nọ, bà Ký Giỏi hồi ngày trước là một người vợ của ông chánh soái phủ miền Tây Nam Kỳ Nam Bộ mà, cũng là một dân đâu có vừa. Bà theo trào Pháp rồi bà đi nhảy đầm, ăn chơi bao nhiêu chuyện. Thế nhưng mà đêm đó bà nằm mơ, bà gặp cha bà về báo mộng. Cha bà nói: con ơi là con, Phật ra đời rồi, tại sao con không chịu quy y đi con? Mà sao con còn lo ham mê danh lợi như vậy hoài, làm sao mà được con? Cha bà về báo mộng đúng 3 đêm luôn cô bác. Cha bà về báo mộng nhưng mà bà đâu có nghe. Cho đến một lần nọ cha bà dắt bà nói, cha bà mới nói là:
con ơi, cha sẽ dắt con đến gặp ông Phật. Khi mà con gặp ông Phật này rồi á, con phải tìm làm sao cho được ông Phật này để mà con quy y nha con, thì đời con sau này mới hết cái khổ. Thế là bà Ký mới đi theo cha mình ở trong giấc mộng, và đi đến một cái nơi rất là thanh tịnh và rất là tươi đẹp. Ở trên một đóa sen lớn, có một vị đang đứng ở trên đấy. Cha của bà Ký mới chỉ bà Ký là: này con à, con hãy nhìn vị này cho kỹ nha con. Con nhìn từ đầu đến chân cho kỹ nha. Rồi con phải đi tìm làm sao cho ra ông Phật này. Ông Phật này đang mở đạo dạy đời, con phải đi tìm cho bằng được. Bà Ký vâng lời cha mình, nhìn kỹ từ đầu đến chân 3 lần. Sau đó bà Ký mới tỉnh giấc. Và khi mà từ cái lúc mà nằm mộng đấy rồi đó quý ông bà cô bác, trong lòng của bà Ký có một cái xốn xang gì đó, có một cái điều gì đó mà thối thúc bà Ký phải làm trong kịp thời. Thế là qua một ngày hôm sau, bà Ký mới cho người đi tìm, bà Ký đồng hành cùng người đi tìm tất cả các nơi, đi vào vùng Thất Sơn Bảy Núi để tìm những cái ông thầy dạy đạo. Thế mà tìm hoài tìm không có thấy, cho đến nghe người này chỉ ở đâu có một vị này hay, vị kia hay, bà Ký cũng đều tới nhưng mà không gặp. Cho đến một hôm nọ, có người mách bảo với bà Ký là: bà ơi, ở bên Hòa Hảo có một ông đạo, ông ra đời, ông dạy đạo, quy tụ được quần chúng đông lắm. Bà Ký mới nghe theo lời, mới đi xuống dưới Hòa Hảo. Đức Thầy Ngài biết được cái căn duyên là bà Ký sẽ tìm mình, nên Ngài đã đi ra trước cổng của tổ đình và Ngài đứng sẵn ở đấy. Khi mà bà Ký chạy cái chiếc xe ngang, nhìn vào trong lề đường, thấy cái tướng mạo đó là bà Ký biết chắc chắn là một cái người mình đã tìm thấy ở trong giấc mơ. Bà Ký mới kêu xe lập tức dừng lại. Khi mà bà Ký xuống xe rồi, Đức Thầy mới chắp tay đằng sau và Ngài bỏ đi vào bên trong. Bà Ký cởi lại, Đức Thầy đi rất là chậm, thế mà sao bà cứ chạy lúp xúp theo mãi mà không bắt kịp Ngài. Thế là đi vào tuốt bên trong bên tổ đình, bà Ký mới nhìn kỹ Đức Thầy từ đầu xuống chân, biết rõ ràng đây chính là một vị Phật mà cha mình mách bảo. Thế là bà xúc động đến nghẹn ngào, bà òa khóc nức nở. Bà khóc, bà nói là trong cuộc đời bà chưa có một lần nào mà bà khóc dữ dội đến thế. Bà khóc nước mắt, nước mũi nó tuôn xuống hoài mà cố không kìm lại được. Đức Thầy mới xoay qua, Đức Thầy mới bảo: thôi, khóc nhiêu được rồi, khóc gì khóc hoài vậy. Lập tức, sau khi cái câu nói đó vừa chấm dứt, thì nước mắt bà tự nhiên ngưng động lại, và muốn khóc, khóc cũng không được nữa. Bà Ký cởi cái cảm giác nó lạ lùng, nó khác thường như vậy. Và từ đó về sau là bà Ký quy y với Đức Thầy. Và Đức Thầy lại có cơ duyên ở nhà bà Ký, và Đức Thầy độ được cho cả ông Ký. Như vậy thì nơi Bạc Liêu này, chúng ta đến đây là đến giống như là để thăm lại tất cả những gì mà ngày trước Đức Giáo Chủ của chúng ta từng đi qua nơi này, từng thuyết pháp độ đời, từng giảng dạy sanh chúng trong khoảng 7 năm 10 tháng 7 ngày Ngài còn ở tại thế để mà cứu độ cho chúng sanh. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, ngày hôm nay chúng ta đã gặp được Đức Thầy của chúng ta là Phật, gặp được Đấng Cứu Thế, gặp được một bậc giác ngộ như vậy rồi, và chúng ta lại có căn duyên tu theo Phật giáo nữa. Vậy thì mình là một người rất là may mắn. Con sẽ chia sẻ với quý ông bà cô bác một chủ đề nào đó cho nó vui vẻ, nó an lạc hơn, để chuyến đi này về quý ông bà cô bác sẽ lấy đó làm niềm vui cho chính mình để mà tu hành. Thật sự đời khổ không cô bác? Đời khổ không à? Rất khổ. Hôm qua Thu Nguyệt đã nói rồi, đời rất khổ. Và một lần nữa Đức Thầy Ngài đã xác định trong sấm thi: ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Lắm khổ luôn rồi chứ không còn khổ đơn giản nữa. Nhưng mà mình tìm đến với giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tìm đến với Thầy Tổ là chúng ta để làm gì cô bác? Để giải hóa cái khổ, đúng không cô bác? Chẳng lẽ mình tu mà mình cứ than khổ hoài sao được? Mình tu mà tối ngày mình cứ than khổ hoài sao ta dám tu theo mình? Đôi khi á, trong cái khổ chúng ta tìm được cái sự an lạc trong cái khổ đó. Mặc dù chúng ta phải đeo đắm gia đình, nhà cửa, có chồng, có con, có danh, có lợi, có tình, thế nhưng mà chúng ta bị rù quến trong cái xã hội đầy cạm bẫy này,
nhưng mà chúng ta tìm được lại với chính mình, tìm được niềm an lạc duy nhất mà Đức Phật, Đức Thầy đã gieo rải cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng tu là một điều xứng đáng nhất ở trên đời này. Chính vì vậy, ngày hôm nay con sẽ chia sẻ với quý ông bà cô bác một bài nói chuyện mang tên là Mỗi ngày trọn một niềm vui. Và sau cái bài nói chuyện này, con luôn mong quý ông bà cô bác ngày nào về mình cũng được vui vẻ hết. Vui ở đây không phải là lúc nào mình cũng cười. Có nhiều người cười gượng, có nhiều người cười gượng gạo lắm, có nhiều người cười cho bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhưng mà ngày hôm nay con muốn chia sẻ với quý ông bà cô bác một nụ cười chân thật, một nụ cười xuất phát từ cái tâm chánh niệm của mình cười lên. Ai người nào người nấy cười một cái, mình thấy giống như ông Phật Di Lặc vậy đó. Đó mới là một nụ cười của sự giải thoát. Cô bác chịu không? Thưa cùng quý ông bà cô bác, làm sao mà để trong một ngày mình có đầy đủ hết một niềm vui, để mình có thể vui trong một ngày? Tại sao con không nói là một năm trọn một niềm vui, mà con lại nói là một ngày trọn một niềm vui? Bởi vì khi cô bác có một ngày an lạc, thì chúng ta sẽ có một tuần an lạc, một tháng an lạc và một năm an lạc, một đời an lạc. Và nếu chúng ta có được một đời an lạc, thì chúng ta đang sống trong một cái tâm tư là cõi cực lạc ở tại thế gian này, không ở đâu xa xôi hết. Và giáo lý của Đức Thầy là một phương châm, là kim chỉ nam. Và giáo lý của Đức Thầy có khả năng giúp cho tất cả chúng ta làm được điều đó. Giáo lý của Đức Thầy sẽ giúp mình vui, an lạc trong chính cái khổ mà mình đang chịu lấy. Chỉ có giáo lý của Phật mới có thể làm được điều đó, quý ông bà cô bác ạ. Vậy thì làm sao mà mình được vui trong một ngày đấy? Con có đọc một bài thơ thiền là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Cô bác thấy bài thơ này hay không? Khi mà thức dậy á, thiền sư Nhất Hạnh khuyên mình là miệng mỉm cười. Vì vậy mỗi buổi sáng thức dậy, cô bác cứ cười một nụ cười giùm con đi. Cười một cái nụ cười an lạc giùm con. 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Một ngày đó chúng ta sống trong cuộc đời này bằng chính nụ cười của sự giải thoát an lạc, sống trong chánh niệm và yêu thương cả cuộc đời này, thì cuộc đời này có còn khổ không ạ? À? Cuộc đời này vốn dĩ không còn khổ nữa, nếu như chúng ta biết nghe theo lời Thầy, thật sự không còn khổ. Giống như một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một mai một cúc một cần câu, thơ thẳng dù ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao, rượu đến cõi cây ta sẽ uống, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Sống trong một cái cuộc đời an lạc, mặc dù thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao, chẳng có gì là vinh hoa phú quý, nhưng mà nó vui. Giống như mình đi hôm nay vậy, mình đi trong một cái chiếc xe 50 chỗ, mình ngủ chung ở trong một cái nhà, có người thì ngủ chung trong một cái chiếc nệm nữa, rồi ngồi chung trong một cái môi trường, trong một cái đạo tràng Phật Pháp như thế này, chúng ta vẫn thấy một điều an lạc, đúng không? Như vậy thì chúng ta đã tìm thấy được một cái niềm vui ở trong chính mình. Và cứ cố gắng duy trì cái niềm vui này hoài thì cô bác sẽ có được một ngày an lạc. Và một ngày an lạc đó, khi nào chúng ta có được một ngày an lạc đó, chúng ta mới đúng là một người tu hành theo Phật giáo. Chứ ai lại gần mình cũng than khổ, than chồng, than con hết, làm sao mà được, đúng không cô bác? Mình tu mà mình cứ than khổ hoài làm sao mà được. Nhưng chúng ta phải làm sao trong cái khổ đó mình vẫn thấy có được niềm vui, lập tức chúng ta hết khổ ngay. Chính vì vậy giáo lý của Đức Thầy một lần nữa lại trở nên siêu việt và nhiệm màu hơn. Cô bác thấy Đức Phật Ngài như thế nào ạ? Đức Phật Ngài sống ở trong một cái thung lũng của bên lưu vực của dòng sông Hằng. Và Ngài cũng sống như tất cả chúng ta thôi, Ngài chỉ có ba y và một cái bình bát. Đức Phật không phải là cao đến 3-4 mét.
Đức Phật vẫn như một người bình thường, vẫn ăn uống và sinh hoạt giống như các vị nhà sư khác. Nếu như mà chúng ta không gọi đó là Đức Phật thì trong một đoàn nhà sư đi ngang chúng ta vẫn không phân biệt được ai là Đức Phật. Ngài là một người bình thường, Ngài đi khất thực giữa cái thời Ấn Độ ngày trước, và người ta cúng cho cái gì Đức Phật thọ thực ăn cái nấy. Vậy là một người quá bình thường. Nhưng mà Đức Phật thì sao cô bác? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Còn chúng ta thì tâm luôn biến giữa dòng đời triệu biến. Chúng ta ngược lại, chúng ta bị chi phối. Đức Phật Ngài là một đấng giác ngộ. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Chính vì vậy ngày hôm nay mình muốn cho tâm mình an lạc thì hãy học theo giống như Đức Phật, cư xử bình đẳng nhẹ nhàng, không chất chứa tham sân si, không để bụng chuyện đời, không phân biệt một ai cả. Chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc như Đức Phật. Và dù cho trời ở ngoài kia có nắng hay là có mưa đi chăng nữa, mình ngồi ở trong đây vẫn nghe đạo trong một tư thế an lạc. Như vậy mình xứng đáng là con của Phật rồi đó quý ông bà cô bác ạ. Và con của Phật chắc chắn rằng sau này mình sẽ thành Phật. Nên là sau này về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc là mình nhớ mặt nhau hết nha. Mình điểm danh coi ai thành Phật hết. Cô bác đồng ý không ạ? Vì vậy Đức Thầy mới khuyên, từ nay hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Đem Phật tánh của mình vào trong tâm, tức khắc mình sẽ được an lạc. Cũng như ở bên Phật giáo, cô bác, các thầy, các ni cô hay là các vị Phật tử, mỗi lần người ta gặp nhau, người ta xá, người ta chào. Người ta xá đó là xá cái gì cô bác? Xá Phật tánh ở trong mình. Chứ không phải là con xá cô, không phải là cô xá lại con, mà là xá Phật tánh trong mọi người. Bởi vì trong mọi người đều có một Phật tánh cả. Mà ngộ lắm cô bác, ông Phật ông ở ngoài trời vậy đó, ông chịu sương chịu gió, mình muốn xá ông cũng được, không xá ông cũng sao. Mà ông Phật ở trong này nè, mà lỡ ai liếc cái đi ha, chết. Vậy đó, ông Phật trong mình khó lắm. Bởi vậy mình mới không có được niềm vui. Không bao giờ có được niềm vui, bởi vì chúng ta chưa an lạc được với chính mình. Vì vậy Đức Thầy mới khuyên dạy tín đồ tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa. Phải tưởng nhớ Phật, hay là tưởng nhớ Phật chớ nên sái buổi. Đem ông Phật vào được trong mình thì lập tức chúng ta sẽ được an lạc. Vì vậy cô mong rằng á, mỗi buổi sáng quý ông bà cô bác mình thức dậy, mình khoan hả đi ra khỏi giường, mình ngồi lại ở đó, mình ngồi thiền đi cô bác, mình ngồi thiền khoảng 5 phút thôi. Tại vì mình đã có một giấc ngủ an lành của ngày hôm trước rồi, mình chỉ ngồi thiền đúng 5 phút, tâm mình an lạc, khởi đầu cho một ngày mới an lạc đầy nhiệt huyết. Như vậy thì bao nhiêu phiền muộn từ từ nó cũng tan. Chứ sáng sớm mình vội đi ra khỏi giường nè, rồi mình vội cầm điện thoại lên, mình gọi cho anh chị em dòng họ mình, đấy thì nó mất đi cái sự thanh tịnh của một buổi sáng sớm. Như vậy thì phí cho cả một ngày quý cô bác ạ. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu đến một ý kế đến đi, là mình phân biệt giữa cái niềm vui giữa đạo và đời. Thực sự ở đời có niềm vui không ạ? Bà Hai, ví dụ như bà Hai trúng số, bà Hai vui không? Vui. Ai cũng vui hết. Vui mà mừng quýnh lên hết. Trúng được tờ độc đắc thử coi vui không? Ai nói không ham tiền nhưng mà tự nhiên có tiền thấy vui lắm cô bác. Cái cô đó cổ than con, sao cô khổ quá con ơi. Cô bệnh tật tối ngày trị gì cũng hết trơn á. Rồi con hỏi gì chứ cô bệnh gì mà trị không hết gì vậy? Cô nói có một thứ trị hết à. Tiền á con. Tiền là nó trị hết mọi bệnh tật ở trong cơ thể của cô à. Nên bây giờ thiếu tiền nên nó bệnh hoài con ơi. Nó chính là tiền. Nó làm cho mình bất an cô bác. Vậy thì trong cái cuộc đời này chúng ta đừng lẫn lộn giữa niềm vui đời và niềm vui đạo. Nó ở hai thế cực khác nhau. Niềm vui đời nó chóng vánh lắm. Ví dụ như niềm vui đời nha quý cô bác. Ngày hôm nay đi, quý ông bà cô bác mình đi xuống dưới tượng Phật Bà Quan Âm, giái Phật Bà Quan Âm, độ cho con về con trúng tờ độc đắc. Tự nhiên nếu mà may mắn nha, con nói nếu mà may mắn về tự nhiên cái mình trúng thiệt. Cái mình vui không cô bác? Nhưng mà vui đó nó lại buồn đó, vừa vui xong trả nợ hết rồi. Còn tiện đâu nữa. Dạ, rồi người này người kia mượn, nó lại buồn trở lại ngay tức khắc. Như vậy thì niềm vui của thế gian nó cũng có đấy, nhưng mà nó mau tan, nó mau rã. Nó giống như cái bọt nước có làn mây, gió thổi mây lập tức sẽ bay. Như vậy thì chẳng còn là gì vui cả cô bác.
cũng hoán lại thành một cái nỗi buồn rỗng toát thôi. Vậy nên đó là một cái niềm vui chống tan chống rã của thế gian. Niềm vui chống tan chống rã của thế gian là gì cô bác? Là danh, là lợi, là tình. Chúng ta có được tước quyền, có được danh vị, có được quyền thế, có được bên cạnh người mình yêu phù hợp với mình. Chúng ta bị cuốn cuồng vào trong cái bã lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp đó. Và cuộc đời của chúng ta sau này rồi sẽ ra làm sao cô bác ạ? Không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu cả. Đúng không mấy bà? Không có gì trường tồn cả. Với cô bác nghĩ đi, có nhiều người chết rồi mà ta còn lắc cái cúc áo ta để lại nữa. Thì mình thấy đi, đâu có gì mình mang theo được đâu. Nhắm mắt rồi thì cũng nắm có hai bàn tay trắng mà ra đi. Vậy thì mình tích lũy làm chi cô bác? Có một ông chú này con quen. Ông kể với con về cái cuộc đời của ông. Và nghe mà mình thấy vừa trách ổng nhưng mà cũng vừa thương ổng. Ông kể là ngày trước gia đình rất là nghèo. Nhà cửa cha mẹ của ông chú đấy thì ly thân với nhau. Một người anh thì chơi ma túy, còn một người chị thì mơi cờ bạc. Và cuộc sống gia đình đi đến với cái mức dưới đáy tận cùng trong cái xã hội. Buồn bực quá mới trốn nhà lên trên Sài Gòn học. Lên trên Sài Gòn học rồi sau này công thành danh toại, trở thành một người doanh nhân trong khi tuổi đời còn rất trẻ và rất là giàu sang. Kinh doanh tất cả các cái khu resort ở ngoài bãi biển bên Phú Quốc đó cô bác. Làm rất là có nhiều tiền. Trong cái lúc mà làm ăn kinh tế được thì cưới được một cái cô vợ. Cô vợ là một người mẫu rất là đẹp. Thì hai ba thứ niềm vui nó dồn dập đến. Ông chú ông kể mà ông vừa kể ông vừa xúc động. Ông nói sau khi mà cái sự nghiệp nó thăng lên đến một cái đỉnh cao thì bắt đầu đi khám ra sau 2 tháng đó là bị ung thư giai đoạn cuối. Sau khi mà ông chú này ung thư giai đoạn cuối rồi đấy, rồi tiếp tục sau đó là những cái cổ đông trong cái công ty của ông làm, người ta cũng bắt đầu người ta lùi về phía sau, không hợp tác nữa. Bắt đầu mọi thứ kinh doanh nó lại tụt dốc. Rồi cái cô vợ người mẫu người ta đẹp mà cô bác, người ta chỉ cưới người giàu thôi, bây giờ lại nghèo rồi. Cô vợ đòi ly hôn và bỏ đi. Đấy, cô bác thấy được cái gì sau những cái công danh đó? Rốt cuộc rồi ông chú này vẫn trắng tay đúng không ạ? Sau đó rồi tìm về với Phật. Bởi vì con nói ai đau khổ xong rồi cũng tìm về với ông Phật hết. Tội nghiệp ông Phật thấy ghê luôn á cô bác. Hơn 2.500 nay rồi, ai khổ cũng lại cầu với Phật. Con nhớ có mấy bà mà đi cúng chùa lại vuốt vuốt ông Phật, cái vuốt vuốt lên mình nữa chứ. Giống như là vuốt vuốt cho cái mùi ông Phật qua mình cho mình bớt khổ hay sao á. Nhưng mà ông Phật đó, ông Phật gì cô bác? Ông Phật xi măng, ông Phật gỗ. Thì đối với ông Phật trong này nè, ông Phật ở trong mình á, nó mới là ông Phật. Phật tánh, sau này chúng ta trả lại cái xác thân tứ đại thì Phật tánh của chúng ta là một thứ vĩnh hằng, là một thứ còn mãi trong cái dòng đời. Mọi thứ đều mất hết nhưng Phật tánh mình vẫn còn. Vậy thì ngày hôm nay bao nhiêu tiền cục vật chất để làm gì? Tại sao mình không lo nuôi dưỡng ông Phật ở trong mình? Cho ông Phật mỗi ngày một lớn dần lên, cho chúng ta sống mỗi ngày một an lạc hơn. Như vậy phải tốt hơn không cô bác? Để mình cứ chạy theo cuộc sống, cứ chạy theo mọi thứ như thế, rốt cuộc rồi mình lại mắt trắng cả và cũng không được gì. Nó ổn cho một đời người cô bác. Tại vì mình làm người rất là may mắn mới được làm người. Và may mắn nữa mình mới gặp được Phật Pháp mà tu hành. Vậy nên mình phải ý thức được cái cuộc đời này để chúng ta phân biệt được rõ ràng hai niềm vui giữa đạo và đời. Niềm vui của đạo Pháp tức là niềm vui như thế này nè. Cô bác nghe Pháp, cô bác ngồi, cô bác thấy an lạc. Cô bác cúng lại, cô bác thấy an lạc. Như vậy đó sẽ là một cái niềm vui. Niềm vui của đạo Pháp nó khác với niềm vui thường quý cô bác ạ. Tự nhiên mình tu cái mình thấy trong mình được an lạc tự tại. Nó khác với niềm vui ngoài đời. Niềm vui ngoài đời tự nhiên vui lên cái, xong cái nó hết, xong cái nó buồn, nó thơi, nó thảm, nó khóc, nó rơi nước mắt, nước mũi tuôn trào. Rồi nó lại vui lại buồn, nó cứ luân chuyển như vậy, khiến cho chúng ta cứ mãi trong dòng trầm luân bệnh khổ, không thoát được những cái điều ấy. Vì vậy cái niềm vui này chúng ta phải phân biệt được. Mà Đức Thầy Ngài đã cho biết là biển hồng trần lao lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt.
chúng ta ngày hôm nay sống trong ngũ trược đấy. Vậy thì mình phải làm sao thoát ra khỏi cái ngũ trược này? Và trước mắt chúng ta phải an lạc cho chính mình, an lạc cho người, mang những cái tình thương đạo pháp ban rải đến cho tất cả mọi người. Thì chừng đó chúng ta sẽ có được một niềm vui thực sự ở trong cõi đời này. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, Đức Thầy Ngài đã cho biết lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười, tồn đời chút ngót cho xong tiếng, cột thế trao dòi mượn tất hơi. Nín thở nằm ngay không cựa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Cuộc đời chỉ chút ngót trong một cái giây phút nào đó. Ví dụ như hơi thở này mà mình hít vào mà mình không thở ra thì tưởng tượng cuộc đời mình như thế nào? Chúng ta còn tồn tại nữa không? Chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện phước thiện được nữa hay không? Chúng ta hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay và bỏ lại thế gian này những gì mà mình đã dày công gây dựng. Tất cả rồi cũng đều mất hết. Vì vậy mới khẳng định vui trong tham dục, vui là khổ. Nhưng mà khổ để tu hành, khổ quá vui. Vậy thì làm sao để mà mình thoát được cái khổ đó cô bác? Làm sao mình thoát được cái khổ đó ạ? À? Và làm sao để mà mình tìm được một cái niềm vui an lạc? Bây giờ mình muốn an lạc, cô bác có muốn vui không? Cô bác có muốn một ngày của mình nó trải qua trong một cái tư thế thoải mái, không chất chứa phiền não không ạ? À? Tất cả ai cũng muốn, bản thân con đây cũng muốn. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để mình làm được những cái điều đó? Thứ nhất đó, quý cô bác, là chúng ta phải ý thức được ý nghĩa của cuộc đời và nuôi dưỡng cái nụ cười ở trong chính chúng ta. Thưa cùng quý vị, quý cô bác có bao giờ ngồi lại và hỏi lại chính bản thân mình, mình sinh ra đời để làm cái gì không? Mình sống có ích cho ai chưa? Mình làm được cái gì chưa? Có nhiều người, người ta chạy cả cuộc đời theo công danh phú quý để người ta hoàn thành cái sứ mệnh của cuộc đời. Nhưng mà rốt cuộc rồi, cái đó có phải là ý nghĩa của cuộc đời không cô bác? Hay là nhà cao cửa rộng có phải là một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời này không cô bác ạ? Không có là gì cả. Tất cả chỉ là hư danh, là ảo quyền mà Đức Thầy Ngài đã từng khẳng định rồi. Vậy nên những điều đó nó không là ý nghĩa gì đối với cuộc đời này cả. Mà ý nghĩa cuộc đời của chúng ta đó là gì? Giống như ngày hôm nay quý cô bác đi, ngày 17-18 này mình đi chùa, mình đi lễ Phật. Mình vào chùa, mình lại Phật, mình thấy tâm mình an lạc. Mình ăn cơm chung bên cạnh một người bạn đạo, họ nở với mình một nụ cười trước khi ăn, họ gấp cho mình miếng đồ ăn. Cái mình thấy nó an lạc trong mình quá. Thì đó mới là ý nghĩa của chuyến đi này đó quý ông bà cô bác. Vậy thì ngày hôm nay á, mình có được một cái cuộc đời này, mình phải tận dụng nó quý ông bà cô bác à. Phải tận dụng nó, phải đánh thức nó, phải kìm hãm nó, phải cho nó theo đạo, phải cho nó theo thầy. Đừng để nó chạy phung lung ở ngoài đời rồi chúng ta lãng phí kiếp người này. Chúng ta là người chịu khổ, chúng ta luôn là người chịu khổ, không ai chịu khổ dùng mình hết. Cuộc đời này á, ví dụ như quý ông bà cô bác đi cầu nguyện Phật Bà Quan Âm đi, thì Phật Bà Quan Âm có phước có duyên thì Phật Bà Quan Âm hỗ trợ cho cái lời nguyện của quý cô bác. Nhưng Phật Bà cũng không làm sao để mà đứng ra trả nợ cho quý cô bác được. Phật Bà cũng không cho quý cô bác thêm tiền thêm vàng gì được cả. Mà có tiền, có vàng, có phước, có đức hay không là do chính bản thân quý ông bà cô bác tự tu lấy, tự tạo phước để mà lấy được. Giống như có hai vợ chồng ông nọ, ông chồng ông nói ông muốn đi coi phim. Bà vợ bà cũng muốn đi nữa. Ông chồng ông nói đi hai người phí lắm em ơi, em ở nhà nấu cơm nấu cá ăn đi, để anh đi coi phim về anh kể lại cái phim đó cho em nghe, nó đỡ tốn, mắc hai vé xem phim tốn tiền gấp đôi. Xong cái ông chồng đi xem phim về, về đó bụng quá hỏi em ơi cơm cá đâu hết rồi em. Cô vợ nói em ăn hết rồi anh, để em kể lại cái mùi cá cho anh nghe nha. Đó. Thưa quý cô bác, vậy thì có ai làm giùm ai được chuyện gì trên đời này không? Con không tu giùm quý cô bác được, và quý cô bác không tu giùm con được, mà chỉ có con tu cho chính bản thân con được thôi. Ví dụ như con nói một cái gì đó tác động vào quý cô bác và hợp với quý cô bác mới cười đúng không? Hay là khi mà con nói cái gì đó nó chí lý quá cô bác mới vỗ tay, chứ tự nhiên quý cô bác cũng đâu có vỗ tay chi. Thì đó, cái gì mình làm
cũng do chính bản thân mình làm lấy, chính bản thân mình tạo lấy thì chính mình sẽ được hưởng lấy. Không ai có thể giúp gì được cho mình cả nếu như mình không cố gắng. Quý cô bác thử hình dung ra một người đi, suốt ngày á, nhà thì nghèo mà không đi làm, không lao động, ở nhà cứ ngồi trước bàn Phật, cứ quỳ xuống dưới chân dung của thầy, thầy ơi độ cho con có tiền, có cổ, có nhà, có xe đi thầy. Ba đời nữa thầy chưa độ được nữa. Sao mà được cô bác, làm như thời đại của ông Bụt tấm cám gì đó, tự nhiên ông Bụt giáng xuống cho cái này cái kia. Dạ. Cuộc đời nó như vậy, nó phải do mình tự tạo lấy. Mình tu ngày hôm nay là mình hưởng đó. Vì vậy mình tu mình phải an lạc chính mình. Bởi mình tu mình hưởng, đâu có ai hưởng giùm mình đâu, đâu có ai hưởng cho mình. Bởi nhiều người đi chùa mà phải chen vào trong chánh điện cho bằng được, lại Phật. Con hỏi làm gì chi vậy cô, sao phải chen lắm như vậy? Nói lại Phật, lại gặp ông Phật, ông mới thấy mình, ông mới độ mình được con. Chứ đứng ngoài đây ông Phật làm sao ông thấy mình. Cô bác vô tình làm cái phẩm hạnh của Đức Phật nó giảm đi một nửa. Ông Phật ông có thần thông mà cô bác ở đâu ông nhìn không được, phải không? Chứ đâu phải mình đứng ở ngoài mình cũng không được đâu. Nên có nhiều người sợ vô chùa phải chen vô trong tuốt ở trong chánh điện, tôi phải đứng đối diện với ông Phật. Ai đứng gần hơn thì ông Phật ông ban phước xuống, người nào gần thì người đó sẽ hưởng nhiều. Quan niệm vậy đó quý cô bác. Vậy thì cũng đâu có phù hợp với chánh đạo đúng không ạ? Cái cuộc đời của mình ý thức được cái ý nghĩa của cuộc sống này. Bên cạnh đó, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái nụ cười của chính mình. Vậy thì ngày hôm nay, con cũng mong rằng quý ông bà cô bác mình chuyến này về, mỗi lần mà mình gặp cái gì đó, mình cũng cười nha. Ai làm gì mình cũng cười đi. Nhưng mà tuyệt đối đám ma đừng lại cười nha cô bác. Đám ma người ta mà mình lỡ tôi quan hỷ, tôi con Phật tôi quan hỷ, tôi lỡ tôi cười, người ta đuổi mình về không kịp. Và cho nên là mình hãy quan hỷ. Cho dù ai đó làm gì với mình nở một nụ cười vui vẻ, tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Đức thầy dạy mình thuyết từ bi của nhà Phật rồi, bây giờ mình gây gỗ, mình hơn thua với người đời, mình lại trở thành một người không phải là người con Phật nữa. Vì vậy quý cô bác về cứ nhớ nha, ai mà có làm gì mình Phật ý, Nam Mô Di Đà Phật, cười cái bà muốn chửi bà cũng ngượng, hết dám chửi à. Dạ rồi, thưa quý ông bà cô bác, vậy thì cái điều tiếp theo nữa mà mình muốn an lạc và vui vẻ nữa thì mình phải làm sao ạ? Phải biết buông bỏ, phải biết học cách buông bỏ. Giống như cách đây khoảng trong tuần nay có một cái bà cô đó, bà ở Hà Nội, con đoán là ở Hà Nội tại nghe cái giọng á, cái giọng Hà Nội. Bà gọi về cho con, cô bác muốn nghe giọng Hà Nội không? Gọi đúng giờ linh cô bác ạ, gọi đúng ngày 11 giờ khuya. Lúc đó con chuẩn bị đi ngủ mà một cuộc điện thoại tới. Con cũng thấy số lạ rồi đêm khuya nữa, nhưng mà thôi, tâm trạng hơi bởi đó cũng hơi vui vui, nhắc cái phone lên nghe cái. Thì một giọng nói sang sảng từ đầu dây bên kia: alo, phải cô Như Ý không ạ? Mà cổ ban đêm mà cổ nói mình như là nói chuyện hành sự vậy đó cô bác. Nhưng mà tại vì cái giọng của người Bắc á, họ nói nhanh, họ nói nhấn nhá vậy đó, nên mình nghe giống như là họ đang ấu đả nhau vậy. Rồi con mới nói dạ con là Như Ý nè cô có gì không? Cổ mới nói là cô Như Ý à, tôi là một người làm kinh doanh, và có một điều đặc biệt rằng á, là ngày trước kia của tôi á, con của tôi nó rất là ngoan, nó chăm học và nó không lo làm bất kỳ một cái chuyện gì mà trái ý với trái lòng tôi cả. Còn chồng của tôi á, chồng của tôi là một người luôn chăm yêu gia đình, luôn yêu thương vợ con, và ông ấy chưa bao giờ làm một cái điều gì phật ý trong gia đình này. Thế mà tôi không hiểu tại sao từ cái lúc mà tôi nghe những cái bài giảng của cô ở trên YouTube ấy, rồi tôi về tôi học Phật, tôi y tâm bảo, bây giờ tôi đã có pháp danh rồi. Mà tôi không hiểu tại sao từ cái ngày đó đến giờ con của tôi nó bắt đầu ăn chơi, quậy phá. Chồng của tôi thì lén phén bồ nhí. Vậy là sao? Cô giải thích đi. Cô bác ơi, con nói thiệt nha. Con nghe cô nói xong mồ hôi nó chảy xuống. Tự nhiên giờ đó đâu mà cái giọng hành sự, cái
giọng Hà Nội rất là dễ thương nha quý cô bác. Con đặc biệt rất là thích giọng Hà Nội. Con mới giải thích cho cổ. Tại vì thứ nhất á, là cái vì nó cũng theo duyên và nghiệp cả. Chúng ta hôm nay là người học Phật thì nó bị chi phối bởi duyên và nghiệp. Còn chồng của cô mà lén phén với bồ nhí á, thì thứ nhất là cô phải nhìn lại cái chính mình hiện tại, nhìn lại cuộc sống gia đình của mình hiện tại. Tính ra con cũng là một người tâm lý quá ha. Tại vì cô bác biết sao không? Ngày nào á, con cũng nhận được những cái cuộc điện thoại hết. Cô bác từ phương xa, từ các nơi gọi về. Xong rồi, con giải thích cho cổ nghe. Cô nói, cô ơi, thì cái cuộc sống gia đình mà, cái gì nó là của mình thì nó mãi mãi là của mình. Còn nếu nó không là của mình, cho dù cô có nắm giữ nó, có được không cô bác? Cho nên, nó rất là mau tan, mau rã. Vì vậy, đâu có gì thật đâu. Như có cái chị này, chị cũng hay gọi điện thoại nói chuyện với con về đạo đức. Chị còn trẻ lắm cô bác, chỉ tầm chừng hăm mấy tuổi à. Một hôm nọ nói chuyện xong rồi, cái chị mới nói với con á, chị kêu con bằng cô. Chị nói là, cô Như Ý ơi, bây giờ là tôi muốn sắp có gia đình rồi, tôi sắp kết hôn rồi. Mà cái vị mà hôn phu sắp cưới của tôi là một người rất là đàng hoàng, rất là tử tế. Anh ấy rất là lãng mạn, đào hoa, đối xử rất là tốt với tôi. Anh ấy còn hứa với tôi là chừng nữa về anh sẽ đối xử với em giống như là trong phim vậy đó. Nghe ngọt quá ha. Cái con mới hỏi chị, chị ơi, phim có nhiều thể loại nha chị. Phim ngôn tình có, phim giáo dục, phim gia đình có, và kể cả phim hành động cũng có nha chị. Chị hỏi kỹ là ảnh coi, ảnh đối xử tốt với chị mà phim nào. Lỡ mà về đối xử giống cái phim võ thuật là rồi. Đúng không cô bác? Nên phim thì cũng có nhiều thể loại. Chính vì vậy người ta mới nói cái hạnh phúc của thế gian nó chóng hợp nhưng mà nó cũng chóng tan. Mình cứ chạy theo nó rồi mình không tìm được sự an lạc cho chính mình. Ví dụ như những cái người mà từng chia sẻ với con như vậy, mà họ lại khổ đi, họ bị chồng bỏ thì họ nghĩ rằng à, cái đó là duyên, ổng thương mình thì ổng tìm tới mình, ổng cưới mình. Hết duyên ổng đi, mình vẫn có thể, mình là một trụ cột trong gia đình, mình vẫn thể nuôi con được mà. Mình nghĩ như vậy mình còn khổ không? Mình lập tức hết khổ. Còn ví dụ như mà mình bị cái gì đó, mình bị con mình nó ăn chơi, nó quậy phá, thì mình nghĩ sao? Kiếp trước mình thiếu nợ nó, nên kiếp này nó đầu thai lại và nó đòi nợ mình. Vậy là xong rồi cô bác. Vậy là đâu còn gì khổ nữa. Khi mà chúng ta biết buông bỏ thật sự thì không còn cái gì là khổ trên cái cõi đời này nữa. Thật ra cái phiền não ở thế gian nó chỉ nằm quanh quẩn ở trong một cái dòng là buông không lành, nghĩ không thông, nhìn không thấu và quên không được. Chúng ta còn chất chứa, còn giận bà hai, bà ba là tại vì chúng ta buông không có đành. Nhìn cái mặt là tự nhiên cái chuyện tình xưa đó nó lại nói lên, làm cho chúng ta phiền hận người, người kia tiếp tục nữa. Vì vậy mà cô bác có nghe cái câu chuyện mà công chúa Yayudhala giả ngủ chưa? Cái đêm mà thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu đó cô bác. Cái đêm đó là công chúa biết trước chồng của mình sẽ xuất gia tầm đạo. Biết chắc chắn là đêm nay chồng của mình sẽ xuất gia. Nhưng mà cô vẫn giả ngủ. Giả ngủ để cho chồng khỏi quyến luyến. Cô đã chuẩn bị nào là con kiền trắc. Cô dặn Sa Nặc là phải chuẩn bị ngựa thật là kỹ. Đêm nay thái tử sẽ xuất gia, thái tử sẽ bỏ hoàng cung ra đi. Có người vợ nào hy sinh được như thế không ạ? Biết rằng chồng mình sẽ đi. Khi mà cô chuẩn bị xong mọi thứ, cô về phòng, cô nằm và cô ôm La Hầu La cô ngủ. Cô bắt nghĩ đi, tâm trạng của một đôi vợ chồng son yêu nhau mới vừa có con, La Hầu La chỉ mới có 7 ngày tuổi thôi. Như vậy mà khi hay tin chồng mình ra đi, làm sao công chúa Yayudhala ngủ được, đúng không? Lúc mà thái tử vén cái màn ra nhìn thấy nàng ủ, đó chính là cái sự giả ngủ của công chúa Yayudhala thôi. Cái này là do đâu cô bác? Là do công chúa đã buông đành, nghĩ thông, nhìn thấu và quên được. Ủng hộ chồng mình. Lỡ mấy ông đi tu mấy bà cho mà. Mặc dù ông sống với mình, ông hành hạ mình vậy đó, nhưng mà đi chút
Trời ơi, không biết ổng ở nhà ổng có uống thuốc không nữa. Nhà ổng ăn cơm đúng bữa, em lỡ ổng bệnh làm sao. Mặc dù ổng làm khổ mình nhiều chuyện, mình đi mình cũng vẫn nhớ. Đúng không mấy ông mấy bà? Còn mấy ông cũng vậy nữa. Dù như là hằng ngày ghét cái tánh vợ mình càm ngàm, phụ nữ mà hay nói nhiều, nó quanh nó quẩn, có nhiêu chuyện nó hoài nghe nó điếc lỗ tai. Nhưng mà bà đi đâu chút, bà đi luôn đi nha, đừng có về đây nha. Đấy, đó là cái tình nghĩa nó còn. Đối với một cái tình người chung thủy và sống với nhau, nó vẫn còn, đúng không mấy ông? Con nói thiệt chứ đi lần nào cũng tội nghiệp quý ông hết trơn á cô bác ơi. Ngồi có một chút xíu à, quý bà mình thì ngồi khắp đạo tràng vậy đó. Tu vậy rồi chừng nữa nam đắc đạo nhiều hay nữ đắc đạo nhiều cô bác? Nữ nhiều, dạ nữ nhiều, cho tràng vỗ tay bên nữ đi. Dạ thật ra thì cái tánh của đàn ông, dạ đúng rồi như bà hai nói, tu nhiều là chắc lọi nhiều. Tại người ta có một cái tánh kiên cường, có một cái nghị lực người ta tu. Còn mình á, nhiều khi mình phụ nữ mà mình thuộc phái yếu, nhiều khi mình đi chùa mình gặp Phật mình cũng ham mình lại, xong về giái xong cái tự nhiên mình quên hết à. Nên là thấy được những cái điều đó, Đức Phật, Đức Thầy là cha của mình có vui không? Nếu như thấy những đứa con của mình vui, cô bác thấy con mình vui, cô bác vui không? Vui gấp trăm ngàn lần nó nữa. Vậy thì mình làm như vậy là để thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng. Làm như vậy là chúng ta đã một phần nào đền đáp lại cái tấm chân tình, cũng như là cái công đức, cái bổn nguyện mà Đức Phật, Đức Thầy đã gửi trao cho chúng ta. Phần sĩ tăng tay chống miệng càng, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bởi trầm luân khô cạn sáo đàn, thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Khi nào chúng ta được thật sự an vui, thầy của mình, cha của mình mới được an vui. Vậy mà ngày hôm qua đó con nghe bà cô kia, bà hỏi bé Thu Nguyệt, hỏi con với chị Như Ý là có chị em với nhau không? Bé Thu Nguyệt trả lời, dạ con chị Như Ý cùng cha khác ông nội. Đúng không cô bác? Quá đúng luôn. Cùng cha mà, con với quý ông bà cô bác ngồi đây là mình đều cùng cha mà khác ông nội hết đó. Dạ. Tại cha của mình là thầy, là một đấng kim sơn Phật giác ngộ hoàn toàn ra đời, đem những cái chánh pháp, đem dạy cho mình, đem cơm dọn sẵn ra. Con ơi con, ăn đi con, không ăn là đói chết con. Ngồi trơ trơ nè, không thèm ăn luôn, ông làm gì tu. Nó có nhiều người không thèm tu luôn, ra đời dạy đạo, chịu khổ, chịu cực như vậy. Khuyên mình chỉ tu thôi, mà mình tu đó, Phật có nhờ không cô bác? Phật không có nhờ, mình nhờ á, mà mình cũng không chịu làm nữa. Mình như vậy là mình thấy mình phụ cái công ơn của thầy tổ biết là bao nhiêu. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta về, chúng ta hãy sống an lạc, sống với chánh pháp, sống như vậy để khỏi phụ lòng của thầy. Và điều tiếp đó là chúng ta buông bỏ cái phiền não ở trong lòng mình. Cái chữ phiền á cô bác, ở trong cái chữ hoa nó gồm có bộ hỏa với bộ huyệt, tức là cái đầu nó luôn bị nóng. Còn cái chữ não là gồm có bộ tâm với bộ xuyên, tức là cái gì đó nó xuyên qua tâm mình, nó làm cho mình rắc rối. Hai cái chữ phiền não này ghép lại là một cái điều gì đó khiến cho mình cảm thấy bực bội ở trong lòng, và mình không thể nào thanh tịnh và an lạc được, cho nên mình luôn bị cuốn vào trong cái phiền não. Và cái điều duy nhất để có thể thoát khỏi phiền não đó là gì cô bác ạ? À? Buông bỏ. Buông bỏ thì chắc chắn sẽ hết phiền não. Phải buông bỏ thôi. Như có một vị này đến hỏi thiền sư là: thưa ngài, tại sao đêm nào con cũng cảm thấy lòng mình nó bất an hết, và con cảm thấy cái cuộc đời này trong con nó bao nhiêu cái chuyện trên đời nó khiến con phải đau khổ, vậy làm sao để con có thể thoát khỏi đau khổ đó? Vị thiền sư mới trả lời: cách duy nhất thoát khỏi cái phiền não thế gian chỉ có một cách thôi, đó chính là buông bỏ. Vị này mới hỏi tiếp: thưa ngài, ở trên thế gian này có biết bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu cái phiền não, vậy thì sao ngài chỉ cho tất cả chúng con chỉ có một cách chung thôi vậy?
Vị thiền sư này mới hỏi lại vị cư sĩ. Vị thiền sư hỏi là hằng ngày á, ông nằm ngủ ông có mơ không? Thì vị cư sĩ mới trả lời: thưa ngài có, con rất hay mơ. Thiền sư mới hỏi tiếp: rồi trong giấc mơ đó ông có gặp ác mộng không? Vị này cũng trả lời: dạ có, con rất hay gặp ác mộng. Vị thiền sư mới nói: vậy thì cái cách mà để ông thoát khỏi ác mộng đó là gì? Chỉ có một cách duy nhất là tỉnh dậy thôi, là ác mộng sẽ hết. Vì vậy mà quý cô bác, ở trong cái hội trường này, chúng ta có muôn ngàn cái phiền não đi chăng nữa, 9 người, 10 ý, nhưng mà chúng ta buông bỏ thì nó cũng giống như nhau thôi quý cô bác. Khi chúng ta buông bỏ thì lòng người sẽ được an lạc như nhau. Vậy nên cái cuộc đời này nó hay mà nó không bằng hên. Có nhiều chuyện hay không bằng hên. Có nhiều người họ đau khổ nhiều lắm mà họ buông cái được liền, họ cảm thấy an lạc. Còn mình có chút xíu à, mà mình cứ nuôi dưỡng nó hoài, giết cho mình không có an lạc. Có nhiều người phiền não nhiều mà ta dễ buông bỏ. Còn mình có một chút mà mình cũng không chịu buông. Mình cố, mình nắm, mình giữ, mình lấy. Nó đâu có ra tiền, ra vàng gì cho mình đâu cô bác. Nên bỏ nó xuống, hãy buông bỏ đi. Vậy nên khi mà mình chịu buông bỏ phiền não, tức là mình rất là hạnh phúc ở trên đời này. Ngày hôm nay quý cô bác đi đừng có mang theo phiền não nha. Xe mình 50 chỗ rồi, chặt lắm, đem theo nữa chứ không có hết. Nó nặng lắm, tội nghiệp bác tài. Mà ngày nay đi chắc con thấy vui hơn nè quý cô bác. Chắc ngày nay đi chắc cái xe nhẹ hơn ha. Dạ nó nhẹ hơn, đỡ tốn tiền xăng lắm á. Không tin cô bác hỏi bác tài đi. Thưa cùng quý cô bác, bởi vì Đức Thầy ngày mới khuyên dạy tín đồ chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành, ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Con người ta chạy theo danh vọng, chạy theo những cái quyền quý, chạy theo bọt nước làng mây, để rồi mình quên đi tất cả những cái đạo nghĩa ở trên đời và đánh mất đi cái sự an lạc trong chính mình. Vậy thì ngày hôm nay mình phải buông bỏ cả về vật chất nữa, mình phải buông bỏ cả về cái mặt tinh thần của mình nữa. Buông bỏ được hai cái này thì mình mới thật sự là một người sống an lạc. Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Phiền não mà Đức Phật ngài thuyết là thập kiết sử, trong đó nó gồm có là ngũ độn sử và ngũ lợi sử, gồm có tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, rồi biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, rồi tà kiến. Vậy nên chúng ta cứ bị bao vây bởi những cái ác kiến đó hoài mà mình không bao giờ thoát khỏi cõi ta bà này. Vậy ngày hôm nay cô bác về hết phiền não giùm con nha. Hết không ạ? Vỗ tay thì vỗ vậy thôi chứ về cũng chưa chắc ha bà hai. Phải như mà về nhà cô bác mà khoảng 2 tháng sau có người điện tới con: Như Ý ơi, 3 ngày nữa bà hai tịch nghe con. Đó, bà hai mới hết phiền não thiệt, đúng không bà hai? Còn nếu như mà vẫn còn vậy hoài, con tổ chức thêm 3-4 năm nữa vẫn gặp bà hai, vậy là bà hai chưa có buông bỏ rồi. Biết cô bác à, vậy thì giống như mình gánh một cái gánh nặng trên vai nè, mình muốn nó hết nặng thì sao? Phải bỏ xuống. Mình không chịu bỏ xuống mà mình cứ than nặng hoài thì ai gỡ gánh cho mình? Vậy nên cái phiền não nó khác với những cái vật khác, tức là bỏ nó rất là khó cô bác. Mình phải bỏ từng ngày một. Ví dụ như ngày hôm nay đi, bình thường lúc trước mà mình chưa tu á, người ta chửi mình một câu, mình chửi lại 10 câu. Bây giờ mình tu rồi, mình tập từ từ, người ta chửi mình câu, mình chửi lại ta câu thôi. Dạ, từ từ, mình tập từ từ chứ tự nhiên kêu miệng quen chửi rồi mà kêu nín sao được, phải không mấy bà? Từ từ mình không còn bận bịu tới những lời chửi đó nữa. Cô bác tu đừng có sợ nghiệp cô bác. Nghiệp là mình phải trả rồi, không có đường nào mà mình không trả được hết. Có nhiều cô bác nói với con tại sao cái lúc mà người ta chưa tu á, người ta sống hạnh phúc lắm. Nhưng mà từ cái lúc người ta tu rồi, người ta bị bao nhiêu cái nghiệp nó bủa vây. Cô bác có từng thắc mắc điều này không ạ? Có ai bị điều này không? Có nhiều người tự nhiên tu rồi bao nhiêu chuyện không hay xảy đến. Cô bác biết tại sao không? Ví dụ như vậy, bây giờ mình thiếu nợ người khác mà nhà mình nghèo quá, thì người ta có lợi đòi nợ mình không? Đòi cũng tiền đâu trả. Cũng giống như vậy, mình tu tự nhiên nó có phước đức.
Và khi có phước đức rồi, những cái oan gia trái chủ bổ vây lấy mình, đòi cho bằng được cái nợ của mình. Có nhiều người buồn, than vãn, tự tử chết. Chết có trốn được cái khổ không cô bác? Phải chết mà trốn được cái khổ thì con cũng khuyên cô bác nên chết luôn á. Mình chết có lần một à, thì nó khỏe rồi. Nhưng mà thật sự chết rồi nó khổ hơn gấp trăm ngàn lần ở dưới. Mình chết rồi biết bao nhiêu người đau khổ. Cái đau khổ của người khác mình cũng phải gánh lấy chung. Vậy nên đừng có bao giờ từ bỏ cái khổ, mà hãy chấp nhận nó, đối mặt với nó và tu hành để mà giải nó. Cô bác đồng ý không ạ? Thôi cùng quý ông bà cô bác, khi mà mình muốn cho mình làm sao mà mình buông bỏ được, tức là mình phải tri túc thường lạc. Phật nói biết đủ thường vui. Cái người mà nghèo á cô bác, mà họ thấy họ sống đủ rồi thì họ cũng giống như một người giàu. Còn một người giàu mà họ cứ ham muốn hoài thì họ cũng như một người nghèo thôi. Họ không bao giờ đầy đủ cả thì cũng như một người nghèo. Vậy nên giàu hay nghèo là do cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta sống an lạc, hạnh phúc hay là khổ đau cũng do cái suy nghĩ này nó hướng dẫn cho chúng ta đến. Như có một anh đi làm cái nghề đánh cá ở trong một cái chiếc thuyền nhỏ, đi đánh cá trong một cái buổi hoàng hôn, trời trăng mây tạnh. Khi hoàng hôn phủ xuống, những áng mây ửng hồng ở một góc trời, nó lãng mạn, nó đẹp đẽ vô cùng. Anh vừa đi, anh vừa ca nghiêu ngao, anh vừa hát, giống như là một cái sự yêu đời gì đó đó quý cô bác. Anh vừa đi, vừa ca, vừa hát, cuộc đời nó thảnh thơi vô cùng. Bỗng có hai vợ chồng cũng là tàu thuyền đánh cá nữa, nhưng mà họ kinh doanh lớn á, họ làm bao nhiêu cái công chuyện vậy nè. Rồi hai vợ chồng mới nhìn thấy cái hình ảnh của cái anh đánh cá nhỏ bé này, mới hỏi là cái cuộc sống của ảnh thiếu thốn như vậy thì có gì đâu mà ảnh lại vui cười, ảnh lại ca hát nghiêu ngao như vậy. Thế là cô bác biết sao không? Ông chồng ổng mới thử. Ổng mới đem một cái bọc tiền vậy nè cô bác, đem tới giữa lúc rạng bình minh á, đem cái bọc tiền đó giả bộ bỏ xuống cái chiếc thuyền nhỏ của anh đánh cá này. Anh đánh cá này từ khi mà có được một cái bọc tiền tự nhiên ở đâu mà nó có, bắt đầu mới kinh doanh lớn ra, sắm cho mình một chiếc tàu bự để đi đánh cá. Rồi thời gian sau là làm chủ của một cái bến cảng đó luôn, giàu mạnh. Nhưng mà khi mà làm chủ rồi, suốt ngày có được ca hát nghêu ngao không cô bác? Không, nó lại tước đi cái sự bình yên đó rồi. Suốt ngày phải suy nghĩ, nhăn não nhăn óc hết, để mà suy nghĩ rồi cái công việc kinh doanh nó như thế nào. Vì vậy tình cờ một hôm, cái anh đánh cá mà vừa mới vào đó, anh nhìn thấy một cái hình ảnh của một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi, cũng đi đánh cá trong một cái buổi hoàng hôn như ảnh ngày xưa. Anh tự nhiên anh nhớ lại cái cuộc đời, tại sao lúc đó mình chọn lấy cái niềm vui mà nó lại có quá nhiều đau khổ như thế này. Nhớ lại cái hình ảnh của mình lúc trước và khát khao được như mình lúc trước. Vậy cô bác thấy giàu có thật sự vui không à? Người giàu ta cũng khổ nữa. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Cái gì trên đời này cũng khổ cả cô bác. Chính vì thế, khi chúng ta biết đủ được rồi, chúng ta an lạc. Ví dụ như ngày hôm nay mà đòn đãi cô bác, những cái món ăn đó nó không ngon giống như ở nhà mình vẫn ăn trong an lạc, thì đó chính là mình đã được một cái sự an lạc. Mình đã hành được một cái hạnh từ bi hoan hỷ của Bồ Tát rồi. Tán dương công đức của quý cô bác trong ngày hôm nay, một tràng vỗ tay đi ạ. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, khi mà mình tri túc, tức là mình đã biết đủ là mình thấy vui. Vì vậy mà con ngưỡng mong quý ông bà cô bác mình về, mình đừng thấy cái người ta nhà cao cửa rộng, giàu sang mà mình ao ước được như người ta nha. Nhiều khi người ta khổ trăm bề, khổ gấp ngàn lần mình nữa. Quý vị thấy những cái người mà làm ăn kinh doanh không? Họ bạc đầu rất là sớm, họ già rất là sớm. Đó là do họ phải suy nghĩ nhiều. Vậy thì mình cầu mong cho mình được giàu sang phú quý để được cái gì, phải không quý cô bác? Thế nên chúng ta phải biết tri túc thường lạc. Biết đủ thì luôn luôn vui. Mà Đức Phật Ngài từng dặn dò các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu các con muốn được sự an lạc ở trong cõi đời này, chúng con phải biết chấp nhận những sự thiếu thốn ở trong cái cõi đời này, thì chúng con sẽ được an lạc. Thưa cùng cô bác, khi mà biết đủ rồi thì sẽ được an lạc. Chúng ta phải tự mình an lạc cho chính mình.
Như con đã nói, không ai giúp gì cho mình được. Giống như một hôm nọ, một bà hoàng hậu mới hỏi vua Ba Tư Nặc rằng: thưa bệ hạ, bệ hạ thương ai nhất trên đời? Bà hoàng hậu này rất là đẹp cô bác. Ông vua Ba Tư Nặc ông mới lập tức trả lời: trẫm thương ái khanh nhất trên đời. Rồi nhà vua mới hỏi lại: vậy thì ái khanh thương yêu ai nhất trên đời? Hoàng hậu mới trả lời: ái khanh thương yêu ái khanh nhất trên đời. Đúng không cô bác? Tán thành với cái câu trả lời này. Thật sự rất là chính xác. Chỉ có mình mới thương mình nhất ở trên đời. Chính vì thế mà cái tôi của mình nó rất là lớn. Chúng ta không buông bỏ được những phiền não trên thế gian này chính là cái tôi của mình quá to bự, không thể nào có thể kiểm soát được nó. Tôi phải là cái này là của tôi, cái kia là của tôi. Suốt cuộc đời của tôi, rồi cuối cùng tôi cũng chết toi mạng tôi luôn. Cái chữ tôi nó ngộ lắm nha cô bác. Quý cô bác thêm dấu sắc vô là nó thành chữ tối. Một cái người mà tối ngày cứ ham mê danh lợi là tối tâm, mê si. Mà thêm cái dấu quyền nó sẽ thành chữ tòi. Khi mà mê si rồi chấp nhận hết tất cả những thứ để mình làm và không nghĩ tới quyền lợi của người khác sẽ thành tòi liền. Và cái chữ tôi đó thêm dấu nặng nữa là nó sẽ thành tội. Khi mà mình tâm tối mê si và hành động trên một cái nỗi đau của người khác, mình sẽ mang tội lỗi. Vì vậy chữ tôi nó rất là quan trọng. Mình phải bỏ hết được những cái đó để mà mình mới có thể bỏ cái tôi này. Mình mới buông bỏ được tất cả phiền não, buông bỏ được những thứ gọi là của mình đó quý cô bác. Bởi vì Đức Thầy đã khẳng định: phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham danh phế đạo chí đâu yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Vậy thì chuyến này quý cô bác đã đồng ý những điều này thì nhớ bỏ cái tôi giúp con. Đi mình đi trên xe đó ai dành chỗ mình cũng được. Xe này mình đi cúng lại, mình đi từ thiện mà, mình đi du lan mà. Dành chỗ chi cho mất công. Bà ngồi bà đi luôn đi. Tôi xuống tôi thuê xe taxi 4 chỗ đi sướng hơn. Dạ thưa con quý cô bác, dạ xuống Phật Bà Quan Âm giái bà trả tiền cho. Con ít thấy ai đi chùa hay đi cúng Phật Bà mà giái cho con về, con tĩnh tâm, con tinh tấn, con tu niệm. Không có cô bác, giái gì đâu không à. Giái cho chồng con của con, giái cho gia đình nhà cửa của con, giái cho công việc của con, giái cho tiền bạc của con. Giái tất cả như vậy. Nhưng mà trong khi mình không có được sự an lạc thì mình làm những cái đó nó vô nghĩa quá. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hãy làm cái gì đó để có ý nghĩa thật sự cô bác ạ. Để khi mình nhắm mắt xuôi tai vẫn còn để lại một cái gì đó cho đời. Khi nhắc đến tên mình, con cháu nó nở mặt nở mày, nó tự hào vì nó đã có một người thân từng sống trọn vẹn và hy sinh với đời như thế. Cho dù như thế nào nó cũng cảm thấy đó là một tấm gương tốt để nó noi theo. Vậy nên mình đi cầu Phật Bà Quan Âm, hãy cầu cho tâm tánh của mình được an lạc, cầu cho cha mẹ được bình an, cầu cho thế giới được mưa hòa gió thuận, tức là mình cầu cho chúng sanh. Và mình cầu như vậy thì nó mới tương ưng với cái hạnh Bồ Tát, lúc đó Phật Bà mới có thể độ cho mình được. Còn mình cầu danh cầu lợi, Phật Bà Quan Âm có biết danh lợi lợi gì đâu, sao kêu Phật Bà độ được. Vậy nên khi mà tâm mình tương ưng với tâm Phật thì lập tức mình sẽ nhận được sự hộ trì của Phật. Thưa cùng toàn thể cô bác, vậy thì cái điều tiếp theo để cho mình được an lạc nữa, đó là mình phải hành thiền. Khi chúng ta ngồi thiền hay là trong Phật giáo Hòa Hảo mình thì hay ngồi niệm Phật, chúng ta sẽ nhận được một cái sự an lạc từ bên trong tâm tánh của mình. Như ngày xưa, khi mà Ngài Thần Quang hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Thần Quang mới tìm đến Tổ và hỏi là: thưa Thầy, tâm của con hay bất an lắm, Thầy làm sao an tâm cho con đi Thầy? Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là: tâm của con đâu, đưa ra đây ta an cho. Tổ Thần Quang mới suy nghĩ hoài, không thấy cái tâm của mình, không biết nó nằm ở đâu. Mới ngồi thiền định lại, lắng động lại, thấy lòng mình không còn một rúng động nào nữa. Mới thưa với Tổ là: thưa Thầy, con không tìm thấy tâm bất an của con ở đâu cả. Tổ mới ôm tồn bảo là: thế là ta đã an tâm cho con rồi đây.
Khi chúng ta ngồi lại, chúng ta định thần lại, thì bao nhiêu cái phiền não ở trong mình, chúng ta có được cái nội công thông hậu, người ta tống, tự tống nó ra, tự nó giải quyết ra, để cho lòng của mình được an lạc, để mỗi ngày của mình là một niềm vui, mỗi ngày của mình sống thật sự có ý nghĩa ở trên cái cõi đời này. Giống như tôn giả A Nan ngày trước đó, cô bác là một người đa văn đệ nhất, là một người mà có đầy đủ cả oai nghi, tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm. Một người thị giả kề cận với Đức Phật. Vậy mà đến một cái lúc mà Đức Phật ngài nhập niết bàn rồi, ngài A Nan vẫn chưa chứng đạo. Vì suốt ngày ngài A Nan theo những cái lời Phật ỷ lại mình sẽ được ở bên cạnh Đức Thích Ca, không chịu lo tu tập. Vì vậy mà đến cái ngày mà kiết tập kinh điển á, ngài Ca Diếp mới đóng hết tất cả các cánh cửa ở trong cái phòng kiết tập kinh điển nó lại, mời 500 vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà bỏ tôn giả A Nan ra. Trong khi tôn giả A Nan là một cái người luôn kề cận Đức Phật, luôn dõi theo từng bước chân, ghi nhớ từng lời nói của Đức Phật, vậy mà không mời tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan buồn lắm, vì Đức Phật mới nhập niết bàn mà sư huynh đã đối xử tệ bạc với mình, mới buồn lắm, tìm đến cái nơi kiết tập kinh điển, nhưng mà tiếc tay cái nơi đó đóng cửa rồi. Ngài Ca Diếp mới nói là tôn giả nào có thần thông thì bay xuyên qua cánh cửa mới có khả năng vào trong đây kiết tập kinh điển được. Thì 500 vị kia người ta có thần thông, nên các vị đó dùng thần thông bay vào bên trong. Riêng tôn giả A Nan một mình lủi thủi ở ngoài, đi tản bộ đi về. Đi mà trong lòng nó mệt, nó rũ rượi lắm quý cô bác ạ. Nó mệt hơn mình đi tham quan chuyến này nhiều lắm á, mệt lắm. Vừa đi vừa mệt mà vừa buồn nữa. Đêm đó về tôn giả mới quyết chí, làm sao để mà mình thành đạo quả, để mình có thể được tham gia hội kiết tập kinh điển cùng với thánh chúng. Đêm đó về, thấy một cái chiếc lá vàng nó rụng, nó rơi trên một cái tảng đá. Tôn giả A Nan mới quán cuộc đời là vô thường, mọi thứ sanh diệt, đi theo dòng nhân duyên, rồi nó cũng sẽ tan biến, không còn lại một thứ gì. Quán chiếu được cái sự vô thường, sắc hóa không, không hóa sắc như vậy. Tôn giả A Nan giác ngộ và tất nhiên đại ngộ, lập tức chứng thành A-la-hán, mới có thể vào trong hội kiết tập kinh điển. Mà ngày hôm nay chúng ta mới nghe được những cái bài kinh của Phật, tức là cũng nhờ tôn giả A Nan đó cô bác. Vậy nên khi mà hành thiền, nó sẽ giúp cho chúng ta tâm trí được ổn định và nó được an lạc lắm. Khi mà mình hành thiền như vậy, tâm trí của mình được an nhiên tự tại, bao nhiêu phiền não nó sẽ mất đi quý ông bà cô bác ạ. Đức Thầy ngày cũng thường hay kêu gọi là quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành, hay là hành đạo thiền cấp cấp sớm quê. Ngài luôn dạy cho chúng ta như vậy. Và trong khi mà mình hành thiền đó, thì mình phải hành luôn lục độ ba la mật, tức là sáu hạnh của Bồ Tát. Khi lòng của chúng ta an nhiên tự tại rồi, chúng ta sẽ bắt đầu biết thương người, biết giúp đỡ người khác, biết bố thí, biết trì giới. Đức Thầy ngài đã kêu là hùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Hay là bà nào quá bộ hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Vậy nên mình tu, mình phải biết bố thí nữa. Mình phải bố thí mới diệt trừ được cái tham sân si ở trong lòng mình. Như có ông chú này, ông nói với con, tu thì tu chứ ngu sao mà phải bố thí. Bố thí cho người ta những cái thứ đó rồi mình mất hết rồi sao? Con mới nói tu thì tu, nhưng mà ông không ngu thì ông phải bố thí. Bên cạnh nữa là mình phải biết giữ giới luật. Giới luật của Phật giáo Hòa Hảo là gì cô bác? Tám điều răn cấm, đúng rồi. Tám điều răn cấm đó thì chị em bên phái nữ của mình á, quý bà quý cô ở đây là hơn mấy ông điều thứ nhất rồi đó nha. Bây giờ tôi chấp cho mấy ông hành đó, tôi hơn mấy ông điều thứ nhất rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái cốt lõi của tám điều răn cấm, cái cuối cùng Đức Thầy khuyên chúng ta là gì? Điều thứ tám tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Cuối cùng rồi cũng quy tụ về cái tình thương. Khi chúng ta biết bố thí, mở rộng lòng mình, lòng mình chấp nhận san sẻ với đời, thì mình sẽ có được sự an lạc cho chính mình. Thử hôm nào đó cô bác cầm
cầm một cái gì đó của chính mình ra bố thí đi. Mình giúp cho người đó được vui, mình cũng sẽ thấy vui. Nên mới gọi là Phật Pháp ở tại thế gian, hay là cực lạc ở tại thế gian. Đó chính là niềm vui trong hiện tại, nó là như vậy. Rồi mình phải biết nhẫn nhục nữa cô bác. Thầy nói ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên rồi. Mình phải biết nhẫn nhục nữa thì mình mới thật sự an lạc. Còn mình tu mà mình không nhẫn nhục thì không, nó lại quần không à, không có được cái gì nữa hết. Phải nhẫn nhịn. Và khi mà chúng ta nhẫn nhục, đó chính là chúng ta mở rộng lòng mình để tha thứ cho những người khác. Ngày xưa Đức Khổng Tử dạy cho tất cả các học trò của Ngài, trên đời này chữ thứ là chữ quan trọng nhất, tức là chữ tha thứ đó quý ông bà cô bác. Mà Đức Thầy Ngài cho biết sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Khi chúng ta biết kiềm lòng mình lại, chấp nhận với sự thật, đối đãi khoan dung, mở lượng khoan hồng với người khác, chúng ta sẽ có sự an lạc ở trong cuộc đời này. Đó là mình tự mua cái niềm vui cho chính bản thân mình. Chúng ta nương nhờ vào cửa Phật để lấy được cái niềm vui cho chính bản thân mình. Và bên cạnh những cái việc đó, mình phải tinh tấn và tu niệm. Chánh tinh tấn dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Đức Thầy Ngài mới nói tiếp, nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Khi chúng ta có được sự an lạc ở trên cõi đời này, lập tức trí huệ của chúng ta sáng suốt lên. Vậy nên trong Phật học mới có những cái từ ngữ là ly sanh hỷ lạc, hoặc là định sanh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc. Khi mà mình định thì sẽ sanh lạc, và rời được cái an lạc đó thì sẽ chứng quả. Đó là những cái cấp cao hơn của thiền. Và khi thành được lục độ ba la mật của Bồ Tát rồi thì mình phải có từ bi hỷ xả của chư Phật nữa. Từ bi hỷ xả ở đây là mình phải như thế nào cô bác ạ? À? Phải khoan hồng với mọi người, phải đối với mọi người bằng chính cái tấm lòng từ bi của chính mình. Cô bác đi vào chùa hay thấy hai bên cổng chùa, một bên để từ bi, một bên là trí tuệ. Đạo Phật là đạo từ bi. Đạo Phật luôn luôn là một đạo từ bi. Cô bác đi đâu cũng vậy, cũng đều nghe nói cái này. Và mình là người con Phật thì mình cũng phải từ bi. Mình đã mặc một cái áo này vào mình rồi. Cái áo này gọi là áo gì cô bác? Áo giới. Tức là mình mặc áo này, mình phải giữ giới. Giữ giới và học theo lời Phật là chúng ta phải biết từ bi nữa. Mà Đức Thầy ngày trước kia, Ngài cũng đã vì chúng sanh, Ngài ra đời cũng vì lòng từ bi, phải không? Vì bác ái nên thân cuồng sĩ phải chịu đều khổ hạnh. Cho nên Thầy của chúng ta cũng từng chịu đau khổ, nhưng Ngài vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa. Vậy nên Thầy phải ra đời để giảng dạy đạo lành cho sanh chúng. Nên Ngài mới truyền lại giáo pháp cho tất cả chúng ta, và với một ước mơ duy nhất trong tín đồ là gì? Ước sao mà thuận gió bờm trương, đò bát nhã rước tôi lương đóng. Ngày vui tươi cũng đà lố bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa. Không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tai dinh nhạc quế. Và cái ước mơ lớn nhất của thầy mình nữa là gì cô bác? Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thầy mang một cái niềm ước mơ gửi đến tất cả cô bác chúng ta, mong rằng chúng ta sống hòa hảo, sống thuận thảo, tốt đẹp với nhau. Ví dụ như hôm nay mình đi đông quá, thôi mình chờ tắm, mình cũng chờ trong cái tư thế an lạc đi. Tại vì chả lẽ cái chuyến mình đi 4 xe là hơn 200 người, chả lẽ người ta sẽ phải xây 200 cái nhà tắm cho mình, phải không ạ? Vậy nên mình chờ tắm chút mình cũng an lạc. Thưa quý ông bà cô bác, mình cứ từ bi và cứ nhẫn nhục đi, thì mọi sự mình vẫn là mình, không ai phá hoại được cái giá trị của chính mình cả. Cũng như cái tờ tiền đó cô bác, cái tờ tiền mình cầm thẳng như vậy mình vẫn xài được đúng không? Và khi mình ngồi cục lại, cái tờ tiền 100 ngàn đồng đó nó vẫn có trị giá 100 ngàn đồng, và mình mở ra mình vẫn xài được. Hay cái tấm tiền đó mình để xuống chân mình giẫm đạp, bây giờ mình đem lên mình vẫn xài được.
cái giá trị bản thân của con người nó là điều duy nhất. Vậy nên cô bác đừng bao giờ chấp trì cái tôi mình phải níu giữ một cái gì đó mà quên đi rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, khi mà chúng ta hành được những cái điều này thì chắc chắn rằng cô bác sẽ được có một niềm vui trọn vẹn trong một ngày, giống như cái bài giảng của con hôm nay là mỗi ngày trọn một niềm vui. Chắc chắn rằng giờ khi mà quý ông bà cô bác có được niềm vui ở trong một ngày rồi thì chúng ta sẽ có được cái niềm vui trong tuần, trong tháng, trong năm, rồi trong cái cả đời này nữa. Sau này chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái cõi cực lạc ở nơi trần thế, không ở đâu xa hết. Cô bác nhớ giùm con nha, nhớ xây cõi cực lạc cho chính mình nha. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, và sau này đối với người tín đồ á, nếu mà chúng ta hành được những điều đó thì ngày chung cuộc chúng ta sẽ có một niềm vui vĩnh cửu. Đó là niềm vui nhất luôn. Cô bác biết niềm vui gì không cô bác? Gặp lại thầy mình. Cái ngày đó chắc chắn sẽ là một ngày vui nhất. Cô bác có trông lại gặp thầy không? Trông. Ai mà không trông? Ai không trông thầy mình? Xa cha lâu rồi, cho lẽ giờ khóc cô bác, buồn lắm. Nhưng mà thôi đi, ráng tu thì sau này sẽ được gặp thầy. Đó là một điều chắc chắn. Và sau này về, mong rằng trên cái bảng vàng đức thầy lại xướng tên của tất cả quý vị ngồi ở đây. Không thiếu mặt nào luôn nha quý ông bà cô bác. Không thiếu mặt nào, nhớ là như vậy. Đừng bao giờ thiếu mặt nào trong những cái cuộc vui thật sự là vui đó. Chúng ta đừng vắng mặt nha. Quý ông bà cô bác, chiến sao con tổ chức đoàn đi nữa, quý cô bác vắng mặt cũng được. Nhưng mà cái ngày đó là con mong là cô bác đừng ai vắng mặt hết. Mong là quý cô bác sẽ được gặp thầy tất cả. Tất cả sẽ cùng chung một niềm vui. Như thầy đã từng nói, kim lân xích phụng lâm nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đang phải trả quả, đang phải trầm luân. Và sau này chúng ta sẽ gặp lại thầy. Giống như câu chuyện kim lân xích phụng vậy đó. Cô bác từng nghe chưa? Thôi con kể câu chuyện nữa rồi mình kết thúc đề tài ở đây ha. Hồi ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, cô bác có kể là một cái câu chuyện như thế này. Vào thời của ông vua Tống Thần Tông, ông có lục diện, có tam cung, có tứ thiếp, nhưng mà vẫn không có con. Không có ai nói giỏi tông đường hết. Đó là một cái điều nhà vua rất là lo lắng cô bác ạ. Thế là một hôm nọ, vua buồn quá mới đi dạo, đi lên rừng, lên non đi dạo. Đi dạo thì tình cờ gặp lại một cái vị mà quan đại thần hồi thời cha mình. Gặp lại cái vị này mới mừng quá, mới vào trong cái túp lều của vị này. Tại vị này không làm quan nữa, về quê ẩn náu. Khi mà vào trong cái túp lều đó thì hai người mới tâm sự với nhau rất là vui vẻ. Tình cờ trong lúc đó cô gái con của vị quan đại thần này, tức là Từ Bảo Nguyệt, một người vừa tròn 18 tuổi rất là xinh đẹp, mới bưng một cái tách trà ra để mời nhà vua uống. Thì khi mà Từ Bảo Nguyệt xuất hiện rồi thì cái nhan sắc xinh đẹp của Từ Bảo Nguyệt quyến rũ nhà vua. Nhà vua mới xin quan đại thần là hãy cho rước Từ Bảo Nguyệt về làm thiếp. Thì lúc này Từ Bảo Nguyệt cũng đồng ý. Nhà vua mới rước Bảo Nguyệt về làm thiếp. Và thời gian không lâu sau, Bảo Nguyệt mới có mang. Đó là một cái tin rất vui trong hoàng cung. Khi mà Từ Bảo Nguyệt có mang chưa được bao lâu thì ở ngoài biên cương, ngoài bờ cõi có chiến tranh giặc giả. Nhà vua phải đích thân ra chiến trường để mà giao chiến với địch. Và ở lại nơi triều ca, Từ Bảo Nguyệt hằng ngày nuôi dưỡng cái thai nhi ở trong bụng mình. Và trước khi đi á, nhà vua giao cho Bảo Nguyệt ba cái bảo bối, tức là một cái vòng kim mã và một cái mũ kim mao và một cái dây ngọc đái. Nếu mà sinh ra con trai thì hãy đặt tên là Kim Lân, đeo một cái mão và một cái vòng lên trên để mà đánh dấu. Còn nếu như sinh ra con gái thì hãy buộc cái dây ngọc đái này vào trong mình và đặt tên là Xích Phụng. Nhà vua đi ra chiến trường, thế là ở trong cung Từ Bảo Nguyệt sinh ra. Và bà sinh được một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Bà đặt là Kim Lân Xích Phụng luôn cô bác. Đó là một cái niềm vui trọn vẹn. Nhưng khi ông vua mà ông đang
ở ngoài chiến trường thì bà chánh cung á, bà hoàng hậu bà tức giận, bà ghét. Tại vì nếu mà Từ Bảo Nguyệt này có con cho vua, lập tức ngôi hậu của bà bị phế và bà bị đài vào lãnh cung, và phải lập Từ Bảo Nguyệt lên làm chánh cung. Vì vậy bà mới tìm cách hãm hại. Bà đem một cái đôi mèo á, để trên giường Bảo Nguyệt, và cho Bảo Nguyệt uống thuốc mê, và đem hai ấu chúa đem đi giết, sai người đi giết. Nhà vua ở ngoài biên cương hay tin vợ mình đã sinh nở được một cặp kim lân xích phụng, vui mừng vội vã chạy về đến hoàng cung. Thì lúc đó là hoàng hậu đã dùng ly miêu để mà tráo chúa rồi, đâu có còn hai đứa con thân yêu đó đâu, chỉ còn đôi mèo nó nằm ở kế bên cạnh Từ Bảo Nguyệt. Ông vua mới tức giận, mới chửi Từ Bảo Nguyệt là một cái người đã sinh ra quái vật hãm hại triều đình. Vậy nên đã nhốt Từ Bảo Nguyệt vào trong cung, tha tội chết cho nàng là vì nể tình cha của nàng từng là quan đại thần thời cha của vua, nên vua mới tha. Thưa cùng toàn thể quý cô bác, khi mà cái người mà mang kim lân xích phụng, mang hai ấu chúa vào rừng, khi mà mang vào rừng, tuân lệnh của hoàng hậu là phải giết sạch hai ấu chúa này, giết tận gốc. Thế là cái người này đem vào rừng rồi không nở, biết đây là thái tử, đây là công chúa, không dám giết, không dám ra tay. Thế là buộc ba cái bảo vật vào trong người của kim lân xích phụng, và cổ cắn, thời ngày xưa người ta hay cắn tay á, rồi xé cái vải ở trên người. Cổ mới viết một cái bức thư, mới để lại là sau này nếu ai mà vớt được kim lân xích phụng, mà khi nuôi lớn cho kim lân xích phụng trưởng thành, thì hãy đem hai ấu chúa cùng với những món bảo vật này vào trong hoàng cung sẽ được nhận thưởng. Lúc ấy mới thả, đem hai ấu chúa thả trên cái dòng sông Tô Lịch. Thả sao mà tình cờ gặp ngay cái chỗ của ông quan đại thần, thì gặp ngay cái chỗ ông ngoại. Ông ngoại ông đọc được một cái bức thư đó xong là ông biết đây là cháu mình. Thế là ông đã tận tụy cái tuổi già để nuôi hai ấu chúa khôn lớn trong cái vòng tay đó, và dạy cho hai ấu chúa biết được những cái về mà binh pháp, về văn thư mà ngày xưa ông đã từng làm ở trong triều đình ông dạy. Đến một cái ngày nọ, ở trong triều đình có một cái tiệc, tức là tiệc cán rỡ cho công chúa. Thì ông quan đại thần, tức là ông ngoại của hai ấu chúa, biết được rằng đến một cái ngày mà hai cháu của mình phải bước vào để gặp hoàng thượng thôi, nên ông bấm tay. Hồi ngày xưa ta bấm tay ta hay lắm cô bác, còn mình giờ bấm tay đau tay chứ không làm gì trơn á. Xong rồi ông mới sai kim lân xích phụng cầm ba cái món bảo bối đó đi vào trong triều đình vào cái ngày cán rỡ cho công chúa. Thấy khi mà kim lân xích phụng đi tới, thấy một cô công chúa đứng ở trên võ đài và cô có thể đánh bạc hết tất cả những cái tay võ khác. Nhưng Kim Lân lúc này có võ trong mình, bởi vì được ông ngoại truyền trao từ nhỏ đến lớn, mới lên giao chiến với công chúa. Và tất nhiên phần thắng thuộc về Kim Lân. Công chúa mới bỏ chạy, Kim Lân đuổi theo vào trong tới triều đình. Kim Lân đuổi theo là để vì thể hiện một cái mặt của đấng anh hùng, và đuổi theo vào trong tận triều đình mới thưa lên quan đại trượng phu, đưa cái bức thư và ba món bảo bối đó đưa lên cho hoàng thượng. Và Kim Lân mới nói nếu mà ngài muốn biết thêm điều gì nữa thì hãy đến gặp ông ngoại của tôi đang ở trên một cái am ở bên cạnh dòng sông Tô Lịch ở trên non. Thế là vị quan đại trượng phu này cũng tìm tới và gặp, thì biết ra rằng hai ấu chúa bị hãm hại. Đây là câu chuyện của 18 năm trước. Thế là bao nhiêu cái quan của cô Từ Bảo Nguyệt đó cô bác, cô Từ Bảo Nguyệt được giải và cha con gia đình được sum họp, thưởng một cái niềm vui trọn vẹn. Và mình hôm nay cũng vậy, mình đang là con lạc cha con hỡi u ơ, hay là như dịch con dìu dắt nhờ gà. Bây giờ thầy mình đi rồi, cô bác mình phải sống bơ vơ mồ côi mười cút vậy nè, mình phải sống nương tựa với nhau như thế này. Nhưng mà ngày đó mình gặp thầy thì niềm vui sẽ trọn vẹn. Vậy nên thầy mới nói là kim lân xích phụng lâm nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Tảo tần lo liệu năm ba, đến sau hiệp mặt lòng già mới nguôi. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, thì vừa qua con cũng đã chia sẻ với quý ông bà cô bác cũng gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi.
chúng ta còn phải lịch trình đi nữa. Cô bác có thấy mình còn đi nổi nữa không ạ? Dạ. Muốn nghe nữa hả? Chàng ơi. Nhưng mà cô bác ơi, con rất là cảm động. Con rất là cảm động trước những cái tinh thần ủng hộ Phật Pháp của quý ông bà cô bác. Bởi vì con biết rằng con cũng rất là đang mệt. Con hiểu mà, tại vì sức con là sức của tuổi 17. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà cũng mệt nữa, huống chi cô bác ở đây. Dạ. Con còn 17 tuổi mà con vẫn thấy mệt, vậy cô bác vẫn còn mệt hơn con. Thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, thì con năm nay thì cũng đã gần 81 tuổi, 18. Dạ, rồi con cũng bước vào trường đại học rồi cô bác ạ. Con hiện tại đang là sinh viên năm nhất. Vậy thì cái thời gian sắp tới á, con với cô bác cũng sẽ rất là ít có cái dịp để mình trao đổi như thế này. Nhưng mà những lúc thời gian rảnh rỗi con sẽ cố gắng sắp xếp để gặp lại quý bà. Quý bà nhớ đi nha. Dạ, nói vậy quý ông buồn lắm cô bác. Quý ông cũng đi luôn nha. Lần sau mình phải áp đảo hội trường cho con. Ngồi tốt qua bên đây luôn. Áp đảo quý bà giùm con. Thưa cùng quý cô bác, giờ này cũng đã 7 giờ rưỡi. Quý cô bác còn dùng cơm sáng, dùng điểm tâm. Xong rồi mình bắt đầu một cái cuộc hành trình. Bắt đầu được ra mẹ Nam Hải rồi nha. Thôi tới đó mà nếu như mà trời mà vẫn chưa nắng thì mình tập hợp lại mình cầu nguyện nha cô bác. Chứ đừng có cầu nguyện ở ngoài. Và lời sau cùng con xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến ban tổ chức của chuyến đi của đoàn hành hương của huyện An Phú. Gửi lời tri ân chân thành nhất đến bác Dũng là một người đã đứng ra để mà ủng hộ cho chúng ta về chỗ ăn chỗ ngủ trong cái đêm từ 17 qua 18 trong chuyến đi này. Và tri ân đến quý ông bà cô bác, những người đã có đóng góp rất lớn cho chuyến đi của con. Và đặc biệt là hai buổi chia sẻ Phật Pháp của con và em Thu Nguyệt. Và con không quên gửi lời tri ân chân thành nhất đến cô Hồng Đẹp và chú Trần Chính ở bang Atlanta của Mỹ. Là một người đã đứng ra, đã chi cho quý ông bà cô bác một cái chuyến đi an lạc và miễn phí như thế này. Là do cô Hồng Đẹp và chú Trần Chính tài trợ ạ. Cảm ơn những nụ cười quan hệ của quý ông bà cô bác. Và hy vọng rằng những nụ cười này sẽ luôn nở trên môi của quý ông bà cô bác. Và lời sau cùng, con cũng xin thay mặt cho ban tổ chức bởi vì trong chuyến đi thì nó đông người, cũng có nhiều sơ suất. Như vậy thì có điều gì thì ngưỡng mong quý ông bà cô bác bỏ qua cho ban tổ chức ha. Bây giờ thì ngày còn lại mình sẽ đi về Bạc Liêu. Mình sẽ viếng tượng Phật bà Quan Âm Nam Hải. Rồi mình sẽ viếng các ngôi chùa dài dài về. Chúng ta sẽ về tới nhà sớm, cô bác yên tâm nha. Cứ đi viếng, còn mọi chuyện để như ý là. Và xin cầu chúc cho quý ông bà cô bác mỗi ngày trọn một niềm vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảnh thiên trước thân tho nồng nàn, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tình ngộ, và bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuống mượn sát nhầm năm năm kỷ màu, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ
già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tân. Nghe điên dài sao này thôi thành đây chỉ đường cực lạc gian sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiếng thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sanh xưa mà thương phụng gái non kỳ. Bởi võ dương đang bậc tu mi nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp tràng, chỉ kẻ hung đồ được thành thơi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bồn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây Ba Thất Niên vũ lý hùng chi ta, sao khỏi tiếng đời dồn biển trần cảnh khổ giới. Lao giới khổ, khổ lao chẳng xiết. Nam mô A Di Đà Phật.